Tắt nhạc đi. Tắt nhạc đi. Gươm khổ Tết như đến nơi ế chảy ế thiêu, chả ai xem bói gì cả. Từ sáng giờ chả ai xem được đồng nào. Toàn uống nước lã cầm hơi. Gươm. Cứ hề ai khổ thì mới xem bói, chứ còn nó sung sướng quá chả ai xem. Ai đấy? Chắc có mối rồi. Alo. Mày à? Thằng Đại chứ gì? Thằng Đại chồng con chào á, hai vợ chồng mày là chào Đại đấy. Gặp ai chả biết ai cứ chào Đại. Cái gì? Thì hôm qua mày bảo với tao là mày nằm mơ mày thấy con dê nó vào vườn nhà mày. Ừ thì đúng rồi, con dê là 35. Cái gì? Nó sổ ra 53. Cái đấy là lỗi do mày. Mày bảo mày đuổi nó ra. Ừ, mày đuổi nó ra thì mày phải đuổi là mày đẩy cái đầu nó ra, để mày đẩy cái đầu nó để cho cái đít nó ra trước chứ. Cái này mày đuổi nó để mày cho nó quay cái đầu đi ra, nó đưa ra cái đít ra sau để nó đưa cái đít vào vườn mày, thì con số 5 nó đi ngược lên là đúng rồi. Thế nó ra 53 là lỗi do mày nhá, không phải lỗi do tao đâu. Gớm khổ. Thôi cúp máy đi. Đang bận bịu trả xem tình duyên ra đạo, toàn xin số đề. Tao mà biết ra con nào thì tao ngồi ngoài này tao phơi nắng tao xem bói làm gì. Chán quá cơ. Ê kinh khủng ê. Trời ơi, bắt gặp thầy rồi nghe. Con nói cho thầy nghe nha, con nói rõ ràng cho thầy nghe. Thầy đi đâu mấy năm nay hả? Thầy nói cho con nghe đi. Đi đâu mấy năm nay? Con tìm thầy trong cái hốc, cái hang, cái ngõ, cái hẻm, ống cống con cũng lôi ra nữa, con tìm mà không có. Này, tao phóng cái này vào mồm mày á. Thách thầy đó. Sao mày làm tao như chuột, như giãn ấy? Mày bảo tao ở trong ống cống, không đồ tao chui đi đâu. Thế xin lỗi nhá, đây là cô hay bà để cho tao biết tao còn xưng hô. Chưa có chồng, coi mấy năm nay cũng không có chồng, gọi bằng cô đi. Bực ra. Chưa có chồng thì gọi bằng cô à? Đúng rồi, con hỏi thầy nè. Thầy coi con có chồng. Con chưa có chồng mà lại con có con nữa. Đó, tự nhiên bây giờ giải thích đi. Tại sao không chồng mà có con? Nói cho con nghe. Mày về mày nhờ mẹ mày giải thích. Mày không chồng mày có con, tự dưng mày bỏ mày hỏi tao à? Thế mày đàn bà mày vô duyên đó. Thế bây giờ trâu trứng mày rơi lúc nào mày không biết à? Mấy năm rồi vẫn gặp con dở người. Thầy đủ rồi nha, con muốn nói dở người dở hơi, con là đàng hoàng nghe. Tôi giải không... thích đi. Giải thích cái gì? Giải thích tại sao tôi không có chồng. Coi mấy năm nay tôi có chồng rồi, bây giờ tôi chưa có mà có một đứa con làm sao? Không phải là một đứa mà là tới là mấy đứa. Nói. Ô hay nhỉ. Tao có ăn và mày không? Tao không ăn mày thì mày có con với ai thì bố tao chả biết. Nên bây giờ mày cứ đi hỏi một thằng chiêm tinh gia nào mà nó giải thích được cái thằng chồng mày ở đâu ấy. Này, đây tao cắm đầu xuống đất tao đi một đời nhá. Bây giờ thôi. Bây giờ đến đây làm gì? Coi bói với làm gì? Coi thử chừng nào con có chồng nè. Thế bây... rồi. Cái gì? Coi thử chừng nào con có chồng. Xem thì lần chừng nào mày có chồng á. Chính xác. Thế bây giờ sao đến đây ấy là có cái vấn đề như thế này. Không có chồng ấy là do duyên. Nhiều khi là mình cũng phải là phải gieo duyên ấy, nó mới có. À, đây muốn xem ấy thì xem cho. Nhưng mà nghe giọng thì nó có cái gì nó hơi lạ lạ. Lạ lạ làm sao thầy? Như là gọi bằng cô đi thì đúng hơn. Đúng rồi, cô mà, con chưa chồng mà. Ô hay. Đợt trước thầy coi con á là thầy nói cái gì? À, râu hùm hàm én mày ngài, dai năm tấc rộng thân 10 thước cao. Con đi ra ngoài đường, con tìm hết ông này ông kia. Con có râu quay nón là con nói là anh ơi cưới em đi. Ông nói, ông nhìn con ấy. Gì kỳ vậy? Cô khùng hả? Ông nói con câu, ông phán con câu vậy. Rồi con đi tìm người khác cao, hỏi ông nào to cao là con nói con tới con cưới. Con xin cưới mà ông không có cho. Cũng là cái câu nói của thầy. Cũng là cái câu nói của
thầy nói là coi sai á, là thầy nói là guarantee refund. Cái câu nói của thầy mà con bỏ tiền ra biết bao nhiêu năm nay con tìm thầy. Bây giờ thầy nói đi, thầy trả tiền lại cho con. Thế là cái thằng đấy nó chửi mày điên đấy, là đúng rồi đấy, tao còn là bảo mày điên đây này. Bây giờ ngày đấy mày đưa tao bao nhiêu tiền để tao xem cho mày cái quẻ bói đấy. Bữa đó con đưa cho thầy 50 đồng rõ ràng luôn. Thế có 50 đô thôi mà mày đi tìm tao vì cái chữ guarantee refund. Thì đó, đó, mà có một cái 50 đô thôi mà mày bỏ mấy năm rời ra, mày bỏ biết bao nhiêu tiền ra để mày đi tìm tao, có phải là mày điên không? Bây giờ mày nói cái câu mà dâu hùm hàm én mày ngài vai năm tất rộng thân 10 thước cao thì nhận ra rồi, tôi nhận ra cô rồi. Đó. Xong dạo này nhìn đẫy đà thế, nó nở lên như cái bánh phồng tôm đấy. Mà trên cái bánh phồng tôm ấy còn treo hai quả bưởi năm roi. Ủa cái gì vậy? Ủa sao thầy thầy đuôi mà sao thầy biết con? Thầy biết này, con sửa ngực. Tôi nói cho cô nghe nhá. Ông rời, ông đã lấy của tôi đi đôi mắt thì ông cho tôi là cái mũi. Cái mũi tôi ngửi được. Cô chỉ thoáng qua thôi là tôi nghe mùi mỡ. Thôi nói thiệt ra thì thầy coi bói thì giấu thầy cũng không được. Thì thầy coi con á, là thầy nói con là con sẽ có chồng, chồng con to cao đẹp trai. Nhưng mà thế này, cô đi tìm tôi ở đâu mà tìm không ra? Cô đi tìm những chỗ nào mà cô tìm tôi không ra? Con tìm thầy ở chợ Tân Định nè, ở Sài Gòn, khắp cái Sài Gòn chợ nào con cũng tìm. Rồi có người ta nói có thể ông ngồi trong ống cống, con xuống ống cống con lôi ra cũng không có. Tôi hỏi cái gì mà người ta bảo tôi ở dưới ống cống? Tại vì thầy bói là thường thường ngồi ống cống. Cô hay là hỏi ngồi... tên tôi tên gì mà cô bảo tôi? Con hỏi là tên Gia Cát Lạng ở đâu thì người ta mới nhìn con, người ta nói là cái con này nó khùng hay sao á, ở đây có Gia Cát Lượng chứ làm gì có Gia Cát Lạng, người ta nói con vậy nên con cũng bị quê chứ. Quê cái gì? Hỏi đi, để cũng phải lựa người mà hỏi. Hỏi thì phải hỏi người kiến thức, người có học thức, có văn hóa thì người ta mới hiểu được hết cái tên của tôi. Đây, tôi đã giải thích cho cô nghe rồi. Ê, Lượng là ở trong miền Nam người ta gọi là Lượng, ở miền Bắc gọi là Lạng. Ví dụ như cái câu kẻ tám lạng người nửa cân, đấy là ở miền Bắc. Còn vào trong miền Nam phải gọi là kẻ tám lạng, kẻ tám lượng người nửa ký, đấy là miền Nam. Thì hôm trước lâu mấy năm rồi coi thầy cũng nói vậy mà con quên. Bây giờ nghe giọng cô thì tôi đoán ra rồi. Tôi đó, biết rồi. Thấy không? Này, tôi không cần phải nhìn thấy là tôi đã đoán ra được người ấy như thế nào. Nghe hơi thôi, nhất thanh nhì tướng. Đấy, như là đây này, vừa rồi đây. Tôi có biết cái mặt ông Donald Trump đâu. Nhưng mà nghe giọng nhéo nhéo của ông ấy, tôi đoán ngay ông ấy thế nào làm tổng thống. Thế là đúng ngay, không sai. Thầy hay quá. Đoán vậy mà cho tới giờ này, vậy là thầy nói sai bét luôn rồi đó. Tới giờ này con cũng đâu có chồng đâu. Mà con nói thầy, con giải thích, thầy giải thích cho con, thầy cũng không có giải thích được. Thế bây giờ đến để làm gì? Đến để xem bói gì? Đúng rồi. Để chờ tí đi. Để đây này. Để xem bói là phải lấy hẹn, là phải có appointment không? Trời ơi, bị đuôi mà coi làm sao thấy được. Ô hay. Người ta mù thì người ta có cái kiểu xem của người mù chứ. Chứ ai cấm người mù viết nhạc, ai cấm người mù viết văn. Để xem chỗ nào vậy? Để xem chỗ nào trống trống thì nhát cô vào này. Đây, đây 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 có rồi đây. 3 giờ ngày thứ tư nhá. Rồi đến đây xem. Thế thôi. Trời ơi. Tôi nói thiệt với ông luôn á, con đường đi không có ai, đi ngang qua không có một bóng người, rồi cũng không có nữa chứ đừng có nói chi mà coi bị đặt ế chổng rộng luôn, bị đặt nói coi bối rồi rồi coi dừa. Đây tôi nói chảnh dừa thôi. Không chảnh chẹ gì cả. Đấy là nguyên tắc. Khi đã đặt ra nguyên tắc là mình phải tuân theo nguyên tắc. Nhiều khi đói thối mồm ra nhưng vẫn không xem. Thì ra là thầy đang đói vậy? Ê, bây giờ có xem không? Thôi bây giờ vậy đi. Xem xong rồi cho tao đi ăn chứ tao đói quá rồi. Thôi. Nói ấy là tại vì cô đi tìm tôi mấy năm nay tôi mới xem cho cô đấy. Không là tôi không xem đâu. Thôi con biết rồi, con cảm ơn thầy. Thầy qua bên kia cái nó có quán phở kìa. Đó, thầy ăn đi. Thầy ăn đi chứ không thôi thầy đói rồi nó qua mắt làm sao thầy coi con được. Mày điên à, mù mà hoa mắt cái gì? Ủa vậy hả? Bây giờ đặt tiền đi. Lần trước xem ấy là đặt bao nhiêu? Lần trước xem. Xem là... không đúng là tại do cô. Cô không có thành tâm. Với thánh mà cô không thành tâm thì làm sao thánh phù hộ cho cô được.
Lần trước con coi con bỏ 50 mà không thành tâm, làm sao ba cái dĩa con bỏ 50, mỗi dĩa là 50. Thầy nói sao mà con không thành tâm? Ba cái đĩa 50 ấy là lúc ấy vàng ấy là 100 đô ba chỉ. Bây giờ mày bỏ 50 chưa được mua được một chỉ vàng mà. Bây giờ mày bỏ gấp đôi. Tiếng Mỹ người ta gọi là double down đấy. Ông ơi, thôi vậy đi. Lần trước thầy coi con nó sai, thì bây giờ thầy coi con đi. Thầy mở rộng từ bi của thầy ra, thầy coi con khỏi lấy tiền nha. Đấy. Mày chưa gì hết mà mày đã đi giả giá với thánh, thì thánh nào mà chứng cho mày ớm khổ. Vậy bây giờ mày bỏ tiền vào đi. Vậy con giáo bộ con bỏ tiền ra, rồi thầy coi xong thầy trả lại cho con nha. Ô thì mày đi lừa thánh à? Mày lừa mày còn kinh hơn đấy. Đem một cái thành tâm đi, bỏ vào xem thử như thế nào. Bỏ hơn hả? Double down. Có tiền đô không? Thôi tiền Việt Nam đi. Không, thánh thích tiền đô. Hôm nay ta xuất hồn ra, tôi hỏi thánh rồi, thánh giáng cơ, thánh bảo bây giờ thầy xài tiền đô, đô nó đang lên đấy. Bây giờ thích xài tiền đô, bởi vì biết sao, người mà người ta cúng cô hồn ấy, người ta còn cúng tiền đô cơ mà. Thành thử ra là thánh ganh tị, cho nên là phải cúng tiền đô. Đấy, thứ nhất là đô, thứ nhì euro, thứ ba là Canada, thứ tư là tiền Úc. Trời ơi, con phải quỳ con lạy thầy luôn á. Lạy ta làm gì? Thầy mà coi mà lần này không trúng á hả, con cho giang hồ nó quánh chết cha thầy luôn. Ây da, con xin lỗi. Con hay cái con này. Con... Mày càng lúc mày càng hỗn nhá. Làm gì làm tao vẫn lớn hơn mày nhá. Đây này, ba cái đĩa này. Ba cái đĩa này là đĩa tiền tổ này. Đĩa này là đĩa tiền quẻ này. Đĩa này là đĩa tiền tiếp này. Thầy hỏi hết bà con cô bác coi có đi coi bói mà có ai cho tiền tiếp bao giờ đâu. Có chứ sao không có. Ai cho? Nhưng mà cho trước hay cho sau thôi. Nhưng mà bây giờ mày cứ bỏ trước cho nó chắc ăn. Biết bao nhiêu đứa rồi, cứ bảo là thầy xem đi được thì con cho tiền tiếp. Xong xem được xong nó bỏ nó đi luôn, nó không quay lại, không được đồng nào. Bây giờ lấy trước tác ăn. Không lẽ viền chồng mà mình phải bán mạng vậy sao trời. Ôi giời, mày bỏ 300 đô mà mày kiếm được thằng chồng thì xin lỗi mày. Mày bỏ bao nhiêu nghìn đô mày mới tìm được tao. Bây giờ đúng mày rồi. Tìm được chồng mà. Bỏ vào đi, tiếc nuối gì. Nhanh đi, tao còn làm pháp sự, tao đi ăn, tao đói run hết cả người rồi. Từ sáng giờ ế chảy ra chả có đồng nào ăn. Chén gì đâu trời, cái gì vậy trời, đó 300 đó. Bây giờ muốn bói kiểu gì? Hôm trước thầy bói con chuyện Kiều. Chuyện Kiều đâu có đúng đâu. Bây giờ thầy coi thầy bói cái gì khác đi. Thì bây giờ tao chỉ có hai cách thôi. Một là sờ mu, với hai là xem chuyện Kiều thôi. Bây giờ mày không thích xem chuyện Kiều thì tao sờ mu. Mu giờ... sờ mu rùa đấy. Sống thì nhờ cái mu rùa với lại cái chuyện Kiều thôi. Bây giờ muốn xem nào, muốn sờ mu hay là muốn... Này, cầm hương đi. Ở khoan chờ tiêu tí. Chết rồi ai? Alo, lại mày nữa à? Sao mày suốt ngày cứ để đón thế hả con? Thế sáng nay mày ra mày gặp ai trước? Gặp cái gì chứ? À, gặp cái con đang cấy lúa. À, nó cấy lúa. Nó cấy lúa thì nó cong người xuống. Nó khom người xuống thì mày đánh con tôm đi. Ừ. Nhưng mà này, lúc mà mày vừa nhìn thấy nó là mày nhìn thấy cái đầu nó trước hay là nhìn thấy cái mông nó trước? À, nhìn thấy cái mông nó trước à? Thế là đánh con tôm nhưng mà phải đánh thối thân nữa. Ừ. Thế đánh con tôm vẫn là 31 nhá. Còn đánh thối thân thì mày đánh con bào ngư đi. Bố tiên sư, mày không biết con bào ngư là con gì à? Nó bằng bằng cái bụng tay này này. Mẹ tiền mày đánh số đề, mày để mày ăn con bào ngư đi cho cuộc đời mày biết. Bây giờ bố tao cũng chả biết con bào ngư số mấy. Bây giờ mày cứ ra chợ mày hỏi nó bao nhiêu một cân rồi mày lấy cái số tiền đấy, mày lấy cái số mày đánh. Nha, suốt ngày cứ đề đón. Tôi nói đến đâu rồi? Rồi như vậy nè, bây giờ nói thiệt á, là con cũng nói thiệt với thầy á, là như vậy.
con thầy coi bói con xong á, con tìm hoài con không thấy cái thằng nào nó cưới con hết á, thì con mới đi tình cờ con gặp chị Kỳ Duyên, chị mới biểu con á là nếu mà em như vậy á thì em đi sửa ngực đi đấy, em đi sửa ngực và em đổi tướng đi là em có chồng liền. Đây bói Kiều nha. Thì bói Kiều giờ biết sao. Mày khánh đi, tao làm pháp sự. Lần này mà không trúng là con cho giang hồ nó dập thầy luôn đó, con nói trước rồi đó. Bà về bạc nhã thuyền hoa con hương đệ tử gần. Mày nín mẹ mày đi. Cái gì ta kêu con nhã. Ta đang mà. Kêu bà về bác thuyền bác nhã vừa đến nơi mày hắc xì nó lại lùi. Mày khấn, mày cũng khấn nhẹ nhẹ chứ mày cứ khấn mày cứ hạch hạch. Thì tại vì con vẫn là nhập tâm chứ con mới ắt. Tao nhập cái này, mày nhập là gì? Mày khấn là mày chỉ để tâm thôi, để tâm chứ không cần nhập tâm. Tao mới nhập tâm này. Rồi vậy xong rồi, xong chưa? Để tao cắm vào cho. Bà về bát nhã thuyền nè hoa con hương đệ tử gần xa đấy. Mày lại đẩy thuyền đi rồi, thôi mày dở đại đi, mày đọc đi. Tao mệt quá rồi. Con lại trợn lại Phật cho con lấy một chồng đi cho rồi, chứ bây giờ nó già lắm rồi, nó già với trái cà rồi mà chúng chưa có chồng. Đọc đi. Nhát trong lờn lợt màu da, ăn gì to nấy đẩy đà làm sao. Thôi đó ông, nè này này, mày đọc nhầm rồi đấy này. Ông Nguyễn Du ông không có có ghi cái chữ ăn gì to nấy. Ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Tôi có một trời tiếng Hoa con đâu có biết đấy. Tiếng Tàu mà làm sao con biết con dịch ra đó. Nha là nhát trông nhợt nhợt màu da, ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thế ngày trước mày bốc cái câu là vai năm tất rộng thân 10 thước cao, thế bây giờ là ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Đấy, hai cái nó liên quan nhau. Chắc chắn cuộc đời mày không bao giờ tránh khỏi một thằng chồng béo được. Chết, sao cuộc đời con khổ vậy thầy. Đây còn cái chữ nhát trông nhợt nhợt màu da. Cái màu da này là nó nhợt nhợt, nó không trắng hồng, nó cũng không trắng xanh, mà nó trắng như theo cái kiểu là sắp tẩm liệm ấy. Trời, thầy nói gì ghê vậy, giống như là người chết vậy thầy. Không, người chết nó trắng xanh. Tao đang tìm cái từ nào đây này. À không, nó giống như là mới vừa rút ống còn thở ngóp ngóp vài hơi rồi cái. Không, con mới tin là vậy thôi, con khỏi. Thằng này ấy, trước tiên đây là nhát trong nhợt nhợt màu da, là chắc chắn thằng này nó là phải thiếu máu. Ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Đấy là nó ăn, nó rất ăn, rất là tạp. Nhưng mà nó vẫn không hồng hào được, chứng tỏ thằng này nó phải bị tiểu đường. Thầy giải thích ăn uống giống như heo ăn vậy thầy. Đấy, thằng này nó phải tiểu đường. Cái chồng con kiểu này thôi vậy con ở vậy cho rồi, chứ con lấy chồng làm gì. Không bao giờ tránh được đâu. Thánh đã phán thì không bao giờ mày tránh được. Bởi vì trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu là gẫm thay muôn sự tại trời, trời sinh phải bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thầy khoan đó thầy. Ủa cái gì vậy thầy, rút vô tiền liền vậy, con chưa coi xong mà. Xong hay không xong tao tém tao đưa tổ rồi. Tao tém ngay tao đưa cho tổ rồi. Chào thầy. Ai đây? Con thầy. À đi chỗ khác chưa, đi đang có khách nhá. Dạ con đâu có tới đây để coi bói đâu. Thầy thất tình lang thang đi mỗi chân quá, thấy ghế trống ngồi nhờ chút. Không, khi nào không có khách thì muốn ngồi bao nhiêu ngồi, bây giờ đang có khách, anh đi chỗ khác cho tôi làm việc. Thầy chưa coi xong mà sao thầy thấy lấy tiền con đau lòng quá, 300 lần đó thầy, vô trong trả lại con nha. Thì từ từ đấy, mày đã bốc rồi, nhát trong nhợt nhợt màu da đấy, ăn gì to lớn đấy đà làm sao đấy. Thầy. Cái gì? Thầy mới cho coi cho con tuần trước đây mà, tuần trước là mắt thì sáng, sao bữa nay đuôi rồi, có lẽ dữ vậy.
À, điệu này chắc cô cho ai trật rồi, chắc thằng đó nó mút con mắt luôn cái gì. Này, tôi nói cho anh biết nhá, tôi xem cho ai ấy là tôi nhớ giọng từng người một. Tôi chưa bao giờ xem cho anh thì anh đừng có vu oan giá họa cho tôi như thế. Có mà, con xạo thầy làm cái gì? Đâu thầy gỡ mắt kiến ra con cô kỹ. Này này, anh đừng có hỗn nhá. Tự dưng tôi mù thế này, anh bảo tôi dở mắt kính ra cho anh xem là xem cái gì? Này, nói nghe nè. Anh vừa phải thôi chứ. Ủa, lượt trước anh có coi ổng hả? Chắc chắn, chắc chắn là ổng mà. Tôi xem anh cái gì? Anh có nói thiệt không? Đây nè, cái tuần trước á, là mắt ổng còn sáng lắm. Ổng ngồi nói chuyện với tôi, rồi có con nhỏ mặc váy đi ngang. Ổng lo nhìn mà rớt nước trà đổ vô quần ổng luôn mà. Này, này, này. Con nghi lắm luôn rồi nè. Ta bảo cái này nhá. Đây nhá, đừng bao giờ hất đổ chén cơm người khác nhá, thất đức lắm nhá, đi nhá, phản ngay nhá. Không có đâu, trời đất ơi, thầy ơi thầy quên rồi. Quên cái gì, quên làm sao được, tôi xem anh cái gì. À, thầy quên cho con nhắc. Lúc đó đó là con coi bối kiều. Con mở ra trúng nhầm hai câu. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thầy giải thích cho con là con sẽ gặp được một chuyện tình bất ngờ khơi khơi ở ngoài đường, không cần phải hẹn hò, không cần ai giới thiệu hết. Đó, thầy nhớ chưa? Tôi đã bảo không xem cho anh mà. Anh đi đi, làm chuyện này, người ta đang làm ăn mà thì phá. Thầy phải thầy Gia Cát Lạng không? Hay là ai? Ông Gia Cát Lạng nè, đó, ông Gia Cát Lạng đó, ông coi xe bét luôn á. Thôi, mà không nói chuyện với ông đó, đi. Anh, khoan đã, khoan. Anh, đừng có đi. Gì? Để tôi hỏi anh nè. Hỏi gì? Đứng đây đợi một chút đi. À. Thầy. Cái gì? Hãy thầy coi con là... nhát trong nhìn nhát trong ra. Nhát trong lần lượt màu da. Ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thầy ơi hình như ổng rồi nè thầy. Đi chán luôn á. À thế à? Ừ. Ừ. Thông minh, cô thông minh đấy. Dạ. Cô thông minh đấy. Con biết mà, con biết con thông minh mà. Tha vào. Anh tới đây em hỏi nè. Gì cô? Anh cho tôi nhìn coi. Ừ. Nhát trong lần lượt màu da. Cái mặt của anh à, giống như là ổng tả là rút cái ống nước gì ra đó. Anh sắp chết đó. Nó tái à. Gì vậy? Rồi ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thì sao? Bé mày hỏi nó có thiếu máu không. Khoan con chưa. Em hỏi anh kỹ, anh phải nói thiệt nha. À. Cái này là quan trọng lắm nha. Quan trọng lắm nghe anh. Sao? Anh có bị thiếu máu không? Có. Tôi bác sĩ nói tôi là thiếu hồng huyết cầu. Hả? Vậy anh có đái không? Ủa đó ai không đái? Không phải. Ý em hỏi là anh có bị tháo đường không đó? À đái tháo đường á hả? Đúng rồi. Ừ đái tháo đường là đái hết hồn. Có tôi bị tiểu đường 10 năm rồi. Mà làm gì có hỏi kỹ quá vậy? Vậy là anh à. Cái gì? Anh đang thất tình. Còn anh, em đang tìm tình. À. Mình lấy nhau đi anh. Cái gì? Mình lấy nhau đi. Cái gì vậy? Anh lấy em đi anh. Cái gì thầy? Anh lấy em đi. Anh lấy em đi. Đi chúng mày lấy nhau đi, tao lại chúng mày. Lại chúng mày lấy nhau đi. Anh lấy em đi. Thôi thì bất chấp hết, yêu nhau đi con. À đúng rồi. Người đâu gặp gỡ làm chi. Đúng rồi. Nó nè. Vậy là có duyên rồi. Nó nè. Thôi mình lấy nhau đi. Đúng rồi, lấy nhau đi anh. Đi về anh. Mình đi về liền đi. Dạ, nhưng mà ở gần đây có hotel nào không? Cái gì hotel? Không có. À quên. À, đây. Thầy ơi. Hả? Con cảm ơn thầy nha. Ờ không con, có gì. Con đi. Ờ. Mày lấy cái bóp cho em luôn cái đã. Trời ơi. Con lạy trời, bây giờ con đã có chồng chính thức rồi. Ê, chúc hai đứa vui vẻ nha. Dạ cảm ơn thầy ạ. Lần sau ghé xem nha. À thôi khỏi đi, để người khác xem đi. Giờ con có tình duyên là coi chi nữa thầy. Ồ. Hả? Khoan. Thầy à, nói thiệt nha, dỡ cái mắt kiến ra đi. Từ đầu tới cuối con đã thấy thầy rồi. Thầy đừng có giả bộ nữa, nó quýnh thấy mẹ luôn. Dỡ ra đi. Chứ con nói á, là người ta, con nói thầy á, con giật mặt thầy ra thì con sợ là bể chén cơm của thầy. Nên bây giờ thôi gỡ ra đi ha. Đừng có giả đò nữa. Đó. Con mắt sáng vậy tự nhiên đòi mù. Ồ. Không, anh thấy không? Mình á, thật sự ra con mắt sáng vậy coi bói còn chưa được chứ đừng nói chi mà mù. Mù sao thấy thì coi. Em quá hay. Dĩ nhiên là em hay rồi. Thầy, con chỉ thắc mắc một điều. Tại sao thầy không đuôi mà thầy lại tự nhận là mình đuôi?
có muốn thế đâu anh. Nhưng mà đôi khi ở đời ấy, đôi lúc cũng phải giả mù để cho nó khỏi thấy cái cảnh chướng tai gai mắt ấy mà. À, vậy hả thầy? Ừ. Thầy, con nói nghe nè. Thầy trả lời con 300 đi. Để con đi đánh bài thầy. Mày quên đi, mày có thằng chồng rồi. Không, tao lấy rồi. Có như là 300 lận đó. 300 cái gì vậy? 300 mà mày lấy ra cái thằng mấy chục ký. Bây giờ mày tính bao nhiêu một ký? Ừ, nói chị ông đứng đầu lắm. 300 mà còn tính toán. Ừ. Đi ra chào khán giả đi. Con lại thánh mơ bái gớm được 300. Bà sắp bị nhà băng kéo rồi gì? Ôi trời ơi, việc ấy bà lo như kiểu lo bò trắng răng ấy. Ở Mỹ này gần 2 triệu cái nhà nó sắp lôi, chứ có phải mỗi nhà bà đâu mà lo. Gớm nhà tôi nó cũng sắp lo, nó kéo mẹ nó rồi đây này. Nhưng mà nhờ tôi là thầy, tôi cao tay ấn nên tôi giữ được nhà. Hả? Không có gì. À, sao? Yên tâm đi, ngày mai cứ đến nhà tôi vẽ cho một lá bùa, bà về bà dán trước cửa nhà bà. Nhà băng không bao giờ để đưa xe đến lôi nhà bà đi đâu, nó đóng cái cọc nó bán nhà cho người khác thôi. Không, nói thế đùa với bà chị cho vui ấy mà. Thế mà cứ đến nhà tôi đi nhá. Ừ, mang 300 đô. Cái gì? Gớm khổ, mỗi tháng bà phải trả tiền nhà hết 3.000 đô. Tôi thì giữ cái nhà cho bà, tôi lấy một lần có 300 đô mà. Đừng than với thần thánh nhá. Ừ, cứ thần thánh mà mình rộng rãi bao nhiêu thì thần thánh cho lại mình bấy nhiêu. Vâng, cứ thế đi nha. Nếu tốt hơn thì cứ mang 600 hoặc 900 nhá. Vâng, vâng, thôi chào bà chị. See you tomorrow. À, chào thầy. Chào bà chị. Vâng. Dạ, chào thầy. Ôi, nghe thầy nói như vậy thì chắc bùa của thầy linh nghiệm lắm nhỉ. Thú thật với thầy, con không có tin. Nhưng mà mình sống ở Mỹ mà thầy. Không tin thì vác xác lên đây làm gì. Mình đi là mình phải có lòng tin. Bùa ngải cũng thế, thần thánh cũng thế, mình phải tin. Vâng. Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ nó khó. Ồ. Chị phải tin như thế thì mới được. Dạ. Tôi nói cho chị nghe, chị đừng có nói ở Mỹ mà người ta không tin bùa ngải đâu nhá. Sao thầy? Đây này, chị có thấy bao nhiêu người lính ra trận đi đánh ở Iraq đấy. Dạ, vâng. Nó đeo cái nanh heo, đạn bắn không trúng. Ồ, thì ra là mình, nếu mà lính Mỹ họ đeo nanh heo thì đạn bắn không trúng phải không thầy? Chính xác là thế. Thế tại sao con thấy lính Mỹ chết cả 4.000 người trong cái trận mà Iraq á thầy? 4.000 người đấy nó chết là tại đạn bắn trúng đầu trúng tim, có trúng nanh heo đâu. Ồ, nanh heo là bùa mà. Ồ, thì ra là như vậy hả thầy? Ờ. Ôi, nhưng mà thầy, ở Mỹ ấy, mình sống ở Mỹ, con nghĩ Mỹ, người Mỹ họ không có tin dị đoan. Này, tôi nói cho cô nghe nhé, cô đừng có nghĩ cái thế là cô sai lầm. Thật tình á, nhưng mà mới ngày hôm qua con có nghe người ta mách về thầy. À, trong lòng con thì cũng bán tính bán nghi, nhưng mà nghĩ thôi, cứ tới đại thầy xem cái thầy giúp được cái gì hay không. Yên tâm, cứ tới nơi là tôi giúp. Vâng. Nhưng tôi nói đây không phải là tôi tự bào chữa cho tôi là tôi hay, tôi giỏi. Dạ. Nhưng cái bùa ngải nó linh thiêng là thật sự. Bởi vì sao cô biết không? Sao thầy? Đây này, ứng cử viên tổng thống đấy mà người ta còn phải dùng đến bùa ngải đấy. Ôi rồi ôi. Người ta vận động tranh cử đấy cô ạ. À. Ôi rồi hay. Ứng cử viên tổng thống Mỹ mà còn phải kiếm bùa của thầy à? Đến nhờ tôi đấy. Thế chắc có phải là ông Obama không thầy? Obama chứ Obama ở tiểu bang nào sang đấy? Dạ con ở New Orleans. Thảo nào cứ nói cứ ốc là ố mà thế, cái kiểu thế. Nói về đây này, tôi nói cho cô nghe, cái đấy ông không dùng bùa mà ông dùng ngải nói. Ngải nói ông mới ra ông nói chuyện, ông thu hút hồn người ta để người ta dồn phiếu cho ông ấy. Ồ, thế à thầy? Đây, còn cái này là trong cộng đồng Việt Nam. Ôi giời, cộng đồng Việt Nam mình, sao thầy? Giấu kín lắm. Tôi là đây cái chữ tận tâm, kết quả, uy tín, kín đáo là nằm hàng đầu tiên. Đếm từ dưới lên. Kín đáo. Dạ vâng. Nhưng mà mình là uy tín. Đấy. Dạ vâng. Mình phải giữ kín đáo cho người ta là bởi vì sao? Người ta làm như thế người ta đâu có muốn ai biết.
đây là cộng đồng Việt Nam nhé, tôi kín đáo vô cùng. Ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết đây này. Vâng, ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết, rồi vài triệu người sẽ biết sau này. Ủa tại sao lại vài triệu người biết thầy? Mai mốt bằng đĩa nó ra thì biết. Đây này, cái người này nổi tiếng lắm nhá. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ai thầy? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ông nhờ ngải nói của tôi mà ông làm MC mới thành công như thế. Nói như thế thôi, cô có tin thì tin, cô không tin thì thôi, nhưng nên tin hay hơn. Thầy nói thế à? Ngải nói là có thật à thầy? Có, tôi nói cho cô nghe, nhiều người ta dùng ngải nói để người ta đi mượn tiền đấy. Có nhiều người biết là cho mượn không bao giờ nó giả, nhưng vẫn cho mượn. Cũng may là ngày hôm nay con tới gặp thầy, thầy nói cho con biết để con đề phòng. Nhưng mà thầy à, con muốn hỏi thầy ấy, bùa ấy, có linh nghiệm không thầy? Tự vì ấy, con có nghe người ta bảo rằng là có nhiều ông già Việt Kiều ấy, gần xuống lỗ rồi, hốt hết tiền của mang vào Việt Nam, bị con gái cho mấy đứa dụ hết sạch vì chúng nó xài bùa yêu phải không thầy? Tôi nói cho bà nghe, bùa yêu nó cũng như thuốc vai ra ấy. Bây giờ đấy, gặp cái mặt bà đấy thì mấy ông ấy còn dùng thuốc, là bà phải xài bùa thì mấy ông nó mới hấp dẫn được mấy ông ấy. Chứ còn về Việt Nam nhiều con nó trẻ đẹp cần chó thì phải dùng bùa. Thì con biết thân biết phận của con nên hôm nay con tới kiếm thầy. Con muốn xin thầy một đạo bùa yêu ấy, loại mà super cực mạnh ấy, để con giải quyết chuyện tình cảm của con. Yên tâm đi, trước khi tôi làm bùa cho ai, làm phép cho ai, tôi hay nhìn người lắm. Dạ. Nhìn mặt cô thì tôi phải dùng cái loại bùa mà super king size ấy. May ra còn quyến rũ được một thằng nó rốt rốt, hiểu không? Thầy. Chứ yên tâm, cái đấy thì tôi sẽ chọn cho cô, nhưng mà quyến rũ thằng nào đây? Dạ, thằng chồng của con. Ô, thế là thế nào? Thì thằng chồng của con ấy, nó chán con nên con muốn tới kiếm thầy để xin thầy một loại bùa cực mạnh để lôi nó về lại với con. Nó nó tự ly dị với cô à? Không. Sự thật mà nói ấy, thì con bỏ nó trước. Tự thằng chồng nó ngu lắm. Nhưng mà không ngờ khi mà con đi với thằng khác, cái thằng này còn ngu hơn nó đấy. Nên con có trở lại. Nhưng mà không ngờ khi con trở lại thì ấy, nó chán con rồi, mặt nó cứ lạnh như tiền ấy. Mẹ nó chưa đập vào mặt mày là may lắm rồi. Thầy, mày bỏ nó mày đi, đến lúc mày quay về nó còn mày đòi cái mặt nó nóng hả? Nó mà nóng lên nó còn vác búa nó đập cho vào đầu mày. Thầy, điên con để điên rồi. Nhưng mà hai đứa sống được bao lâu rồi? Dạ được 7 năm rồi thầy. 7 năm cơ? Vâng. Thế thằng này cũng thuộc hạng can đảm đấy. Thế bây giờ thế nào? Vâng, nên con muốn xin thầy ấy, một đạo bùa yêu để con kéo nó về lại với con. Ơi, thế thì cũng được. Nhưng mà thầy, thầy tính bao nhiêu tiền vậy thầy? Thần thánh thì không có nói đến tiền bạc nhá. Dạ. Tôi không thích nhắc đến tiền bạc. Ô, thế là thầy làm free phải không thầy? Free thì cũng không phải là free. Nói đúng ra thì thần thánh mình ăn cây nào mình phải rào cây đấy. Mà dạ, muốn vâng. Làm rào thì phải bỏ tiền ra mà làm, có hiểu không? Dạ vâng. Cái gì bây giờ cứ molly thót. Dạ. Thế bây giờ đấy cứ deposit cho tôi 500 đô đi. Ôi trời, thế cái gì mà tới 500 đô đắt thế? Thế mà tốn 500 đô thôi thả con khỏi yêu còn đỡ hơn thì thầy ơi. Hay cái cô này, hay nhỉ? Bây giờ cô bỏ cái 500 bạc, cô hốt về một thằng nó làm tôi mọi cho cô cả đời, còn sướng bỏ mẹ rồi còn gì. 500 đô mà còn chia đắt. Thôi thì thầy nói vậy thôi, con cũng xin nhờ thầy giúp con chuyến chứ còn thật. Đấy, tôi nói là tôi thương lắm mà tôi mới giúp đây. Tôi nghe cái chuyện này tôi cảm thấy tôi làm mà tôi áy náy với lương tâm. Thầy, không phải là áy náy với cô mà áy náy với thằng chồng thầy, cô ấy. Này thầy, đếm đi. Đủ nhá thầy. Con mới lấy ở ngân hàng về đấy. Không, tôi biết rồi, lấy ở ngân hàng tôi phải thử cho chắc ăn. Nếu nó giả một tờ lấy đâu ra tôi đắp vào cho thần thánh. Không phải tôi ăn đâu. Thế bây giờ diện mạo của chồng cô thế nào? Dạ, ba chén chè, ba ly nước. Ô,
còn thừa một chỗ lại quỳ. Dạ mặt nó tròn vằn vặn như cái mâm đấy thầy. Nó diễn tả mặt chồng nó mà nó ba ly nước ba chén chè. Tôi tưởng cúng cái gì, ý là thằng chồng mặt tròn vành vạch cái gì. Dạ vâng. Rồi còn cái gì đặc biệt không? Dạ còn một hạt đỗ đen quanh vằn mồm. Hạt đỗ đen quanh vành mồm. Vâng. À nó ruồi hả? Dạ vâng. Sao nó diễn tả cái này mình coi trên ba di bai lai mình thấy giống như là thằng Chí Tài ấy nhỉ? Ồ, thầy nói con mới để ý. Nó có giống thằng này không? Ôi giời ơi, thầy bói hay quá, giống y như Khuân vậy thầy. Rồi, thế mới gọi là thầy hay. Vâng, nhưng mà thầy cái này thì để vào đâu đấy thầy? Bây giờ mình... đem cái này về. Vâng. Đấy thì gấp lại bé bé thôi. Dạ. Để đeo nó. Vâng, mình đeo ở đâu vậy thầy? Có phải đeo trước ngực không thầy? Đeo vào hai cái quả núi đấy thì nó kẹp thần thánh cho chết à? Thầy. Thần thánh nằm phải lựa chỗ thoáng thoáng chứ. Cái nào nó cũng đè bẹp thế kia thì thần thánh có mà ngộp thở. Vâng. Đây này, không có đeo ở đấy. Đeo ở đâu vậy thầy? Bây giờ phải đeo ở lưng quần. Vâng. Đấy, đeo ở trong lưng quần đấy. Vâng. Mà nhớ là tôi dặn nha, nếu không dạ. Quần ải nó không linh là đừng có đi trách tôi. Dạ. Đeo như thế đó, đi tắm cũng không được tháo ra đâu. Ôi trời, nếu mà không tháo ra thì nó ướt hết thì làm sao? Vớ vẩn rốt gì mà rốt lắm, thế lấy cái bọc ni lông ấy rồi khâu nó lại. Vâng vâng, vậy để con lấy nhớ này. Vâng. Cái này dặn mới quan trọng. Dạ nhá, cô về đấy càng giảm tắm bớt thì càng tốt. Dạ vâng. Đấy. Dạ bao lâu mới được tắm thầy? Một tuần cũng được, còn nếu tốt hơn là 3 tháng không tắm. Đấy, xong rồi đấy, lúc ăn là phải kiên cử. Dạ. Không ăn được thịt. Vâng. Nhá, tất vâng. Cả các loại thịt không được ăn, chỉ ăn seafood thôi. Dạ vâng. Mà seafood là phải kiêng 4 thứ. Vâng. Là ngao, sò, ốc hết. Dạ vâng. Chỉ ăn là cua giang me, tôm hùm và ốc vòi voi. Chết bỏ mẹ rồi, mấy cái thứ đấy đắt tiền quá, tiền đâu mà ăn những thứ đấy. Thần thánh nó ăn nhiều vào thì nó mới có sức khỏe, nó đi giúp cho cô chứ cái lại. Này, nhưng mà kỵ cái này này nhá. Kỵ gì thầy? Nhớ là không ăn sò huyết, không ăn sò lông nhá. Dạ vâng. Mình đeo cái này nó kỵ cái đấy. Vâng, con nhớ rồi. Vậy là cấm tất cả các thứ, nhưng mà chỉ được ăn 3 món thôi là tôm hùm, cua giang me với lại ốc vòi voi. Ừ. Dạ vâng. Vậy thôi mày con đi về nhá. Để con làm cho bùa nó linh nghiệm nhá thầy. Ừ. Vậy con cảm ơn thầy nhá. Ừ, không có gì. Dạ vâng, con chào thầy. Vâng, vâng, chào cô. Ai đây nữa rồi? Alo. À bà chị à. À vâng tôi nhớ rồi. À thì phải là cái cô mà hôm trước lên đây là xin tôi cái bùa về để chữa bệnh ung thư cho chồng không? Ừ, bệnh viện chạy hết chỉ đến tôi là đúng rồi. Ông ấy thế nào rồi? À chết rồi à? Đấy là do bà. Tôi đưa cái bùa về tôi bảo là chồng bà phải đeo 3 tháng thì nó hết ung thư. Thế bây giờ mới có 2 tháng nó vật rửa ra nó chết, có phải tôi đâu. Bà đổ thừa như thế không đúng. Cái gì nó rõ ràng. Bây giờ bà cứ bắt chồng bà sống cho đủ 3 tháng xem. Nếu mà nó chết ra sau 3 tháng mà nó chết tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ mới 2 tháng nó chết là tại vì nó thích chết. Cái gì? Giả tiền lại á? Xin lỗi đi nhá. Chồng bà bị mấy năm rồi, đi lên bệnh viện nó khám tới khám lui trả bao nhiêu tiền, bây giờ bà đến bà đòi nó được không? Vớ vẩn. Cúp đi. Cúp dài away. À chào anh. Dạ chào thầy. Dạ vâng. Thầy đây có phải là master thạch cao chuyên về bùa ngải không ạ? Yes. Dạ. Master thạch cao chuyên gia bùa ngải, thưa em. Dạ. It's me. Dạ. Tại con hỏi vậy tại con biết là người Việt không có họ Thạch. Thầy có phải người Việt không vậy? Nhìn mặt này không người Việt người gì à. Tôi là người Việt. Nhưng ngày xưa tôi tầm sư học đạo tận Nam Vang cơ. Dạ. À, thì sư phụ tôi là họ Thạch. Dạ.
anh có biết cái dòng họ Thạch nó không xuất phát từ Việt Nam mà nó xuất phát từ Ấn Độ. Anh có nhớ chuyện Thạch Sanh Lý Thông không? Dạ dạ biết. Đấy, Thạch Sanh Lý Thông. Dạ. Sau này á thì Thạch Sanh mới sang bên Nam Vang. Dạ. Rồi từ Nam Vang mới chuyển về đây mới có ông Thạch Sanh ở Việt Nam. Tôi cũng thế, tôi sang Nam Vang tôi tầm sư học đạo. Sư phụ tôi họ Thạch. Dạ. À, tôi lấy họ Thạch. Dạ. Dạ, sư phụ của thầy tên gì vậy thầy? À, sư phụ tôi là Thạch Sùng. Dạ. Tôi lấy tên Thạch Cao. Thạch Sanh, Thạch Sùng, Thạch Cao. Ủa sao thầy không lấy tên là Thạch Chè cho dễ nhớ? Vớ vẩn. À mà thầy ơi, hồi nãy thầy nói ở Campuchia là nổi tiếng là có nhiều pháp sư chuyên về bùa ngải thư ếm á thầy. Ủa vậy hồi cái Khmer Đỏ mà giết cả triệu người Miên á, sao không thấy ông thầy nào ra tay thư một vài thằng Khmer để cứu dân? Lúc đó nó cũng chạy bỏ mẹ nó rồi. Có ông nào tỉnh táo đâu mà. Thôi thì chuyện đấy chuyện của người ta, nói làm gì. Dạ dạ, dạ con biết rồi. À vậy có, nói tóm lại, thầy là người Việt gốc cây. Ai ai dạ không, gốc Miên. Dạ. Dạ, cho con hỏi thăm sư phụ của thầy còn sống không ạ? Anh đừng nhắc đến sư phụ tôi. Cái sao? Mỗi lần nhắc đến sư phụ tôi muốn rơi cả nước mắt. Sao vậy sư thầy? Phụ tôi bây giờ quy ẩn rồi. Gác kiếm quy ẩn rồi? Kiếm đâu nữa mà gác. Ủa sao vậy thầy? Ông ấy già lắm rồi, nghe mà đau lòng. Sao vậy thầy? Ông ấy năm nay cũng 70 rồi. Dạ. Ông mới thử làm cái bùa yêu đấy. Dạ. Rồi chính ông ấy đứng ra, ông ấy thử cho bản thân ông ấy. Mới dùng được 2 ngày, gái ở đâu nó tấp tới nườm nượp. Thế là trong vòng 1 tuần ông ấy ngồi xe lăn luôn. Yêu thế nào mà vật ngửa ra ngồi xe lăn. Thế bây giờ đang vào trong nursing home rồi. Rồi để từ nursing home ra funeral home cho nó tiện. Vậy tiếc quá. À, không biết là sao mà con, cái chuyện con vậy phải có thầy cao tay ấn mới giải quyết được. Anh buồn cười, anh yên tâm, tôi học hết tất cả các phép màu của thầy tôi rồi. Dạ thầy. Tôi giúp anh được. Dạ. Dạ vậy thầy giúp cho con xin một đạo bùa yêu đi. Để cô gái phải không? Dạ. Nhìn mặt thế này là biết mày dê dữ lắm rồi. Dạ không có. Đang máu à? Không có. Con xin là để cho vợ con đừng có thương con nữa. Thế là bùa chống yêu. Dạ. Thế à, bây giờ à, để xem. Ai, thế à, vợ chồng thế nào? Nói cho tôi biết xem. Dạ chuyện nó gì à, vợ con nó chê con trước. Cách đây 6 tháng á, nó bỏ nhà đi. Mấy ngày đầu á, thì con cũng nhớ nó lắm. Nhưng mà bây giờ con không nhớ nữa. Bây giờ con muốn xin một đạo bùa để cho nó đi luôn đi, đừng có quay lại. Đấy là bùa chống yêu. Làm bùa yêu thì nó rẻ, bùa chống yêu nó lại khác. Dạ. Bùa chống yêu thì thôi anh để bà giết cho tôi 600 đi. 600 mắc quá vậy thầy? Trời ơi, nếu mà mắc quá chắc con phải cắn răng nó lợi vợ con quá. Tiếc làm gì, gớm khổ. Dạ thầy. Exactly. Dạ. Đây ngồi chờ tôi. Nhanh thôi. Cái này à, đây bùa, bùa đây là yêu này. Chống yêu thêm cái màu nó ảm đạm tí. Đấy. Yeah. Mình phải úp lên đây. Thế bây về giờ về để cắt đôi ra. Yeah. Nhá. Rồi đeo vào. Dạ đeo trên ngực hả thầy? Đeo vào lách ấy. Trời đất ơi, cái bùa gì mà phải mổ đeo lá lách ghê vậy thầy? Còn cái lách lại. Lâu lâu nó mới ngọng một tiếng mà. Nói nhanh là nó bị thế. Cái nách tôi dạ, nói được nhưng mà nói chậm tôi nói được, nói nhanh cái lách đấy. Dạ. Bây giờ đây đeo vào đấy rồi à, chờ tôi tí. Dạ. Anh thì phải trì nó phải mạnh hơn thì mới được. Này đây đeo vào cổ. Về phải đeo cái đấy và đeo hai cái bùa và cái tỏi này suốt 3 tháng không cần tắm rửa. Đấy,
Mà nếu mà có tắm á thì không ta phải tắm bằng nước nha, không được tắm bằng nước. Tắm bằng gì thầy? Thì tắm bằng giấm. Hả? Tắm vậy chua lét sao chịu nổi thầy? Mẹ như thế mà còn cãi cái gì nữa. Bây giờ tắm thì tắm bằng giấm đeo tỏi như thế. Mấy ngày không tắm, cả năm không tắm đi, con nào nó dám đến gần. Chưa gì đã anh thấy linh nghiệm rồi, thấy chưa? Ôi thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, hồi nãy ấy, thầy dặn con á là đeo cái lá bùa này ở lưng quần, nhưng mà không biết là đeo cạn hay đeo sâu vậy thầy. Bà phải vận dụng trí óc, bà đeo như thế nào mà nó không nhột nhạt cho bà và không kẹp thần thánh là được rồi. Dạ vâng. Anh Giai xong rồi, anh Giai. Ôi ôi sao mà nhìn thấy quen thế. Anh làm gì ở đây? Hèn chi em chạy về nhà, em không thấy anh ở nhà. Anh làm gì lại đây? Ô, hóa ra hai người biết nhau à? Dạ không, chồng con đấy thầy. Câu này á, tôi hỏi bà đúng hơn á. Bà tới đây kiếm thầy Thạch Cao làm gì? Hả? Bà tới trước tôi nữa mà. Thì Thạch Cao là chuyên trị về bùa ngải. Về thầy, thì em tới em kiếm thầy để thầy cho em cái lá bùa yêu để cho vợ chồng mình sống với nhau, trọn đời tới ngày răng long tóc bạc. Thầy ơi, kẹp trong nách rồi sao nó bùa chưa ứng nghiệm? Nó còn thương con kìa. Mày kẹp vào nách mày phải chờ nó lên cái độ nóng rồi thần thánh mới thức giấc chứ. Mày mới mà kẹp xong mà linh nghiệm ngay là sao được. Anh ôi hay, nhà mình còn nhiều tỏi lắm mà sao anh mua tỏi lắm thế này để làm gì đây? Trời ơi, thương vợ lắm, gớm khổ thương vợ. Bảo vợ con thích ăn nem, con phải mua thêm tỏi về cho vợ con ăn nem, gớm thương chưa chứ lì. Trời ơi anh ơi, trời ơi, em đâu có ngờ là anh thương em như thế vậy. Thôi, sự thật mà nói trả cho thầy 500 đô thì cũng tiếc lắm. Nhưng mà giờ 500 đô mà vợ chồng mình thương nhau vậy, thôi con cảm ơn thầy nha. Thì không được, chưa ăn hiểu kiếm. Trả được con 600 đô á. Không thôi tôi trở lại Thạch Cao thành Thạch Vũ á. Thôi. Tiền vào túi tôi thì đời nào tôi giả lại. Xin lỗi các người đi, các người chỉ cần nhìn cái tận tâm uy tín mà để một chữ thù lù thế này mà nó không thấy. No refund, no exchange. Cần cho gì phải dùng bùa, bùa là tôi đây này. Uống ba tất lưỡi thôi, đấy, đã dụ được nghìn mốt. Thế là trong vòng một tháng nay mình vẫn không sợ nhà băng đến kéo nhà. Đấy là cái bùa hay nhất của tôi đây. Bùa đây này à. Cảm ơn mấy anh nhiều. Trời, em hậu đài mấy anh lăn xêm như ca sĩ vậy trời. Vô nghỉ ngơi đi em, ra em dọn cảnh rồi ra mừng tiếp anh. Trời ơi, sao hôm tụ á, ngon lành. Hậu đài mấy anh lăn xê em quá. Cảm ơn mấy anh nhiều nha. Mọi chuyện đi em lo cho. Ôi, ca sĩ. Alo. Dạ. Em hứa mình dọn hậu đài kim thiết kế sân khấu anh. Dạ tối nay anh ca sĩ hát bài Bụi Phấn đúng không? Em biết bài đó, Bụi Phấn bye bye. Khi thầy biết bạn Bụi Phấn bye bye đúng không? Em thiết kế cho anh là bây giờ là có cái bục giảng ở đây. Rồi ở đây là mấy cái bàn học sinh. Rồi anh đứng trên đó anh hát. Ấn tượng anh? Ý tưởng cũ quá hả? Chứ anh muốn hát bài đó là sao? Là giờ em lấy phấn em chà ra thành bụi khoảng 20kg. Rồi em đứng trong cánh gà lúc mà anh hát bài đó là em thổi bụi phấn bay ra vô mặt, vô mình, vô mẩy anh hả? Rồi sáng tạo với anh. Em sợ bay em khán giả sao? Vậy mới ấn tượng đúng không? Rồi để em hỏi ông bầu coi sao. Trời ơi trời, ca sĩ đòi hỏi cao quá vậy. Khỏi bụi này chắc chết quá. Alo. Ông bầu hả? Dạ tối nay ca sĩ hát bài Bụi Phấn á, ảnh yêu cầu là đứng trong cánh gà thổi bụi phấn 20kg bụi phấn ra cho anh đứng ra hát bài đó. Mệt hả? Sao? Vậy em lấy 20kg phấn đó chọi thẳng vô mặt ổng ấn tượng hơn hả? Trời hết 20kg vô mặt vô mày vô ổng luôn hả? Rồi rồi, để em biết làm. Trời ơi, cái này ông bầu ổng xúi tôi đó nha.
Tối nay có gì không biết đâu. Trời ơi, làm cái nghề hậu đài khổ dễ sợ. Đủ cái chuyện trên đời. Khổ năm gì mà người. Khổ gì? Quá khổ. Ai nữa? Ai khổ? Quá khổ. Ai khổ? Quá khổ, tôi khổ. Tỉnh anh. Không khổ quá khổ. Phải bình tĩnh lại, cái gì khổ? Tôi quá khổ, tại sao không ai hiểu tôi trơn vậy? Hả? Không, anh bình tĩnh lại nói em nghe đi, em hiểu. Khổ vụ gì? Xe vé khổ. Xe vé mà, nghề tôi nghề xe vé mà. Trời ơi, xe vé gì đâu khổ. Khổ chứ. Làm gì khổ, trời, anh là tên hoài xé. Gặp anh là xé hoài, vậy anh làm nghề xé vé là đúng rồi. Nhờ tôi xé nhiều á, mấy người mới có cơm sống á nha. Nào, sao anh? Bữa nay mới khổ nè. Vụ gì khổ anh phải kể em biết. Tôi xé suất 1 xong xuôi rồi, tự nhiên tôi thấy khán giả hăng quá, tôi xé luôn suất 2 giờ không biết sao luôn nè. Bây giờ không biết ai vé suất 1, ai vé suất 2, khổ quá khổ à. Ai biết anh sung quá chi, thấy nặng bị bầu chửi rồi sao? Bởi sung vừa vừa thôi chứ giảm thiệt khổ anh làm gì. Trời khổ. Trời ơi, lâu lâu mới tăng cường danh ca, mới có khách đông, mới tranh thủ xé. Anh xé được vậy xé tét tai luôn còn mừng, chứ mà không có gì để xé mới đầu mới mệt đó thiệt. Anh hoài xé. Ông không làm gì khổ. Em khổ nè, anh là anh khổ mấy chuyện xé vé thôi. Em ở trong hậu đài mới là khổ nè. Đủ thứ chuyện phải đối đủ thứ chỗ độ em luôn. Làm gì đủ thứ đâu. Ca sĩ muốn mà bầu muốn rồi tùm lum tà la. Em nói anh kể mới bữa hởm đây nè. Cái cặp ca sĩ ra hát trích đoạn Lương Sơn Bá Chúc Quanh Đài. Đó, yêu cầu em là bà hát Chúc Quanh Đài á, yêu cầu em á là bả đi ra sân khấu á là bả mặc nguyên cái sa rê. Trời. Đó, xong rồi bả đeo cái đài radio nhỏ xíu vậy nè. Đó, cho bả bước ra hát xong ta biết là bả là Chúc Anh Đài. Cái đài chút xíu gọi là Chúc Anh Đài à? Ai biết bả kêu vậy á, phải sáng tạo vậy khán giả mới thích. Ca sĩ nào tào lao. Em biết sao chiều luôn, còn ông Lương Sơn Bá mới mệt đó nha. Sao? Ông Lương Sơn Bá ông kêu là ông thiết kế giống nguyên cái núi bự chành mành vậy nè. Rồi dưới đây là sông. Rồi ổng từ trên núi ổng đeo con lương ổng đi xuống ổng hát. Là cho tao biết Lương Sơn Bá. Ê, cuối cùng mày có làm không? Vẫn làm. Trời ơi khổ quá trời. Trời ơi dễ ợt. Bây giờ Lương Sơn Bá là ra chưa xưng tên là người ta biết Lương Sơn Bá rồi. Còn nếu muốn đâu có cần phải dựng cái núi lên là cái chữ Sơn. Dạ à, sao? Bây giờ đó mai mốt ổng có yêu cầu giống vậy à. Mày cầm một cái bao thơ lương lên. Rồi. Bao thơ mà lãnh lương đó nha. Rồi. Mày cầm cái thùng sơn mày tạt thẳng vô nó. Xong bắt đầu mày đưa cái bao thơ lương cho nó, mày đạp xuống sông cho Hà Bá ăn nó luôn. Đó, Lương Sơn Bá đó. Anh xúi em giỡn ngoài tàu chết em luôn á. Bây giờ thiệt, bây giờ em không biết làm sao mà nói chuyện với ông tùm lum tà la chuyện. Khổ lắm anh ơi. Ôi, nói nghề nghề của mày khổ sao bằng nghề anh. Anh xé vé không cái gì đâu khổ. Mày, nhiều cái trường hợp kinh khủng lắm. Sao mà xé vé? Tao phải giải quyết, anh phải giải quyết em biết đâu. Sao? Đây nè, trường hợp này, có hai ông bà cụ già. À. À, đi coi mua hai cái vé ngồi hàng VIP đàng hoàng. Ừ, xong chưa hỏi con cái này là coi nguyên chương trình luôn đúng không? Ừ. À, đó dạ dạ coi nguyên chương trình luôn. Dạ hai cụ mời hai cụ vô, hai ông bà vô. Đơn giản quá rồi đâu khổ. Suất hai vô nữa. Suất hai cầm hai cái đó vô nữa. Là sao? Nó dạ cái này suất một, suất hai là nếu mà có vô thì phải mua hai vé mới. Cái nó không, cái này là tôi hồi nãy là bác có hỏi rồi, cái này là coi nguyên chương trình đúng không? Thì coi nửa chương trình là bà mệt, vợ tao mệt, tao đi ra. Rồi bây giờ nửa chương trình rồi tao mới vô lại nè, để coi cho đủ đó. Khổ không? Có những trường hợp bây giờ không? Các cụ lớn rồi mình phải đưa vô chứ không lẽ giờ mình đuổi cụ ra đâu có được, mất làm vậy là hổn. Thì bởi vậy cũng khó mà tại mấy cụ cũng thông cảm. Ghê, cái này mới ghê. Sao? Đang xé vé thấy hai người xăm hình rồi này nọ vô. Cái này căng à. Ê ban vé coi. Rồi. Đưa vé. Hai đứa đây vô. Hai đứa đây vô. Rồi anh xét vé sao? Xong nói anh ơi hai người là phải hai vé. Đứa có một vé mà hai người. Hai người. Xong nói bây giờ tao thích vô một vé được không? Trời ơi. Anh ơi anh thông cảm em. Xăm chỗ ghê lắm, người tập tạ đô lắm. Ê, anh ơi thông cảm này tại vì em chỉ làm công ăn lương thôi. Nói bây giờ mày giải quyết làm sao? Bây giờ tao muốn vô hai người mà một vé thôi. Nói anh ơi anh phải cho em biết cái lý do cho tội nghiệp em. Nói đúng bây rồi. Bây giờ tao một đứa mù một đứa điếc. Cũng vô thì một đứa nhìn thấy và một đứa nghe được, hai người cộng lại thành một vé thôi chứ. Quá đau khổ. Ôi, ngàn lẻ một chuyện. Quá đau khổ. À cái vụ đó,
Bữa hổm em biết xong hai ổng vô á là em đứng trong đây em nghe sùm vậy dưới. Vô hai người giành ghế nhau quýnh lộn. Em nghe quýnh lộn quá trời. Người ta khán giả gần đó ta đứng vậy ta can mà anh bữa đó anh bậy. Tự nhiên người ta can để cho ta can đi, em kêu bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Anh không cho người ta can là sao? Để người ta can đi tiếng chứ tao đâu phải là không cho can. Trời, anh kêu bình tĩnh thôi. Ta kêu bình tĩnh thôi là hai người đó là một ông tên Bình, một ông tên Tĩnh. Tao mới kêu bình tĩnh thôi đi. Bình tĩnh thôi đi, mấy người tưởng tao bị kêu bình tĩnh, đứng ở ngoài hết, không ai can. Thấy ta sướng à. Cái này còn chưa kể mày nghe. Có một cặp yêu nhau 5 năm, xong mua hai cái vé. Mua hai cái vé hỏi, cái vé này có kèm cho em không? Nói dạ, vé này thì không cần kèm cho em. Nhưng mà, nói là tại tụi anh cũng kẹt có mấy đứa nhỏ đó, cho nên là có thể đi được không? Yêu nhau mà. Yêu nhau 5 năm. Ok vậy. Nói dạ cũng được nhưng mà anh thông cảm là chỉ có trẻ em mà dưới 1 mét á thì cho vô không có cần vé. Vậy thì chuyện nó quá đơn giản thôi, gì đâu. Vô đưa hai vé xong thì vừa xét cái rẹ thấy 30 đứa con nít. Cái gì dữ vậy? Bả làm cô nuôi dạy trẻ mà. Trời ơi, đứa luôn, ta vô ta xếp ghế cho ngồi ta điên luôn mà. Bữa đó ta hốt tiền ra ta bù nguyên tháng lương luôn á. Trời ơi, chua dữ vậy trời. Chua cay lắm, đâu phải đâu. Thì bởi vậy trong cái đoàn hát này trời ơi trời. Ai mỗi tình mỗi cảnh ai cũng khổ mà. Đủ thứ chuyện hết, kể cả ngày không hết luôn á thiệt. Thiệt, cái đoàn hát mình là kể cả một ngày. Đủ chuyện không kể, kể hoài, không bao giờ hết. Thiệt. Cái gì vậy? Ai giờ này còn phá tập tành cái gì nữa vậy trời ơi. Có chuyện gì nữa vậy trời? Gần tới trời diễn à. Wow. Một tình yêu giống như cơn mê. Yêu làm chi trước thế mê chê. Yêu người nên khổ thân cho ta. Tới yêu mà ra trăm lần yêu chẳng cho ta vui. Đến nằm nghe trái tim ngâm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi. Sợ quá đi thôi. Thôi. Thôi thôi. Gì vậy? Tình yêu sợ thì đừng có hát. Tình yêu sợ quá đi thôi. Sợ quá đi thôi. Khổ quá tao mới hát bài này chứ bộ. Nãy mới mở lên tưởng đâu ai. Thì ra là ca sĩ Chí Mày Phủ. Ủa? Anh không biết anh Chí Mày Phủ luôn hả? Biết sao biết. Ôi anh, em giới thiệu cho anh. Anh Chí Mày Phủ, ca sĩ lát hát lót của đoàn mình. Ê, em tưởng đâu trong đoàn của mình em biết anh chứ ai ngờ anh biết nữa. Em đừng bao giờ kêu là ca sĩ hát lót. Ca sĩ hát lót sẽ... Những người ca sĩ chưa nổi tiếng người ta đều là kêu ca sĩ trẻ. Hiểu chưa? Trời, không ai ca sĩ trẻ mặt hát như anh luôn á. Xin lỗi em nè. Những ca sĩ nổi tiếng có thể có tên nhưng chưa chắc tuổi bằng anh. Ôi tự tin ghê. Anh ơi, nhưng mà anh phải nhớ ngược lại là ca sĩ người ta cần tên không có cần cái tuổi. Anh tỉnh lại giùm được không? Đúng, anh Chí Mè Phủ hôm nay bận bộ đồ ghê thiệt chứ. Bận bộ đồ, đáng lý ra anh mặc màu đen không là đúng luôn á. Là sao? Chí Mè Phủ là chè mè đen mà. Anh bỏ cái này vô là xương sao hụt lụ rồi. Anh ơi, anh Chí Mè Phủ. Ê, nói giỡn. Anh ca sĩ hát lót thì hát lót chứ gì đâu. Hát lót thì nói hát. Em đừng có nói anh như vậy. Tùy chỗ thôi. Về quận 5 đi rồi thấy nha. Người ta quảng cáo tên ảnh không. Cái gì ghê vậy? Có. Bữa hôm đoàn mình hát ở Rạp Hào Quê ở quận 5. Ừ. Có cái ông đó đứng toàn quảng cáo tên Chí Mày Phủ không. Có quảng cáo riêng hả? Trời ơi. Có. Ủa anh không biết hả? À? Không biết, đâu có biết. Vậy là chắc ông bầu mời rồi. Ông đứng à, ông chưa Chí Mày Phủ. Chí Mày Phủ. Còn quảng cáo dữ ta. Ông kêu 4-5 lần vậy bắt đầu. Thấy bắt đầu có người xếp hàng vô quá trời luôn. Ý chưa, xếp hàng mua vé đúng không? Em không biết, em tò mò em đi lên cái em thấy người ta cầm cái chén lên húp cái rột cái đi ra. Húp cái rột cái đi ra. Ủa là cái gì anh? Ông bán chè mày đen đó. Bởi vậy anh là bởi vậy em nghĩ anh cái làm chiêu này nổi tiếng đi, mốt anh hát á anh bỏ 10 vé ông anh kêu mấy ông mà bán chè vừa vô coi vừa bán chè luôn người ta tưởng là fan anh á. Đúng rồi. Chí Mè Phủ, Chí Mè Phủ, Chí Mè thì giờ anh hát lót, chịu hát lót đi anh ơi. Nè, cấm mày nói chứ hát lót hay chưa, yêu cầu đừng nói hát lót. Ok. Ca sĩ trẻ. Ca sĩ trẻ. Ok rồi, anh không thích hát lót đúng không? Em kêu cái từ khác nó sang hơn, tiếng nước ngoài luôn được.
underwear single. Con giả nhìn mày sang... nha mày. Sang quá sang cái gì nữa. Ê, có mình chỉ lót mày đưa luôn cái quần à. Và liên tục chương trình, mời các bạn hãy tới với underwear single chi mà phú. Thôi không có giỡn nữa nè. Bữa nay chương trình live show Thanh Tuyền nè. Đúng rồi. Ờ à, được hơn Hạnh mời hát cái giờ vàng. Gì? Trời anh lên vậy luôn hả? Sao? Anh được hát luôn hả? Ờ. Huy, ghê chạy. Vậy là hát giờ vàng là anh hát cái mở màn tưng bừng đúng không? Ai hát mở màn mày? Vậy là hát ao chương trình thật là đông vui nhộn. Ai hát ao? Vậy là giữa chương trình đúng rồi, đỉnh hoành tráng nhất. Tầm thường. Chứ hát ở đây khúc nào? Lúc Thanh Tuyền thay đồ tao hát. Đỉnh. Rồi, đúng rồi, đỉnh rồi. Ok, ok. Bữa nay tao hát một bài. Dạ. Ru Lan Chức Nữ. Nghe chưa? Mày là thiết kế đúng không? Rồi rồi em qua em giúp anh. Mày gì? Do mày thiết kế cho anh một cái cầu ô thước. Cầu ô thước đó. Là cầu ô thước đó là bắt từ bên này qua bên kia sân khấu. Thấy chưa? À. Đó là trong cái tích đó là có cái cầu ô thước. Cầu ô thước là. Ừ. Nhờ ô thước bắt cầu. Đó, 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 đó. Nữ. Rồi cái cầu bắt từ đây qua đây luôn hả? Đúng. Rồi sao nữa? Đó. Ô thước nhưng mà phải làm bằng những con quạ bằng đen. Đúng rồi, cái ngày đúng rồi. Tức là cái tháng 7 Mương Âu á là ông trời bắt cái cầu ô thước đúng để rồi. Cho con lan chứ nữ gặp nhau á. Rồi bắt mấy những con quạ màu đen nó buộc vô cái thành cầu. Ánh cho nó vỗ cánh bẹt 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 rồi. Đó. Anh khó lắm anh, trời bây giờ là người ta bán là người ta bán chim sẻ hay gì, trời quạ là phải đi bắt, mà bắt làm sao mà bắt buộc vô nguyên cái cầu từ đây qua đây. Anh đứng anh làm vậy là khó cho nó rồi đó, thiết kế mà bằng quạ sống là chết rồi. À, thôi được rồi. Nếu mày làm không cầu ô thước không được thì bây giờ mày làm cầu ok đi. Ok là sao? Cầu ok là ảnh đi trên cầu là ảnh cảm thấy không có bị rớt xuống là ok rồi đó. Tầm ờ, bảy, ok. Tầm bảy. Ô là đen, kê là gà. Thế gà bằng thế con quạ bằng gà. Mà phải mua gà đen nha. Cho gà đen mới ra. Khó em nữa rồi, gà. Anh ơi, gà đỏ, gà vàng rồi dễ mua chứ gà đen khó em không à, thiệt bây giờ phải xịt màu mấy con gà, trời ơi tốn tiền kinh phí rồi tùm lum ta la. Bây giờ về đây tao chỉ cho, anh muốn gà đen thì mày mua gà đen. Mạnh chút. Bây giờ mày chạy tới chợ Bà Chiểu mày mua 100 con gà ác về mày kêu dòng họ mày nhổ lông nó hết đi, là đen thui cái mình nó đen thui à, vẫn để y cánh vậy nó vẫn đập mình được. Thiệt là nguyên cầu bắt ngang qua một đống con gà quả thân. Chơi luôn, được, em đầu tư chơi luôn. Được không? Mà anh hát cái bài này với ai vậy? Anh hát cái bài này phải song ca. Hát chung với bà dì Năm nấu bếp á. Tao tập rồi, hay lắm mày. Ê, vậy hát được á. Hát sao? Hát chung xong rồi dì Năm vô nấu bếp là mày thiết kế cái cầu đó xong là bà Năm lấy 100 con gà ác đó là tìm thuốc bắc cho mình ăn luôn. Không biết nha mày. Được không? Để em gọi hỏi ông bầu mới biết được. À, hỏi đi. Giờ ý anh vậy đúng không? Anh chơi nhiều cái ngặt quá anh. Ngặt khó em thiệt chứ. Quá ngặt. Alo, ông bầu hả? Dạ, tối nay anh Chí Bè Phủ muốn hát bài Ngu Lan Chức Nữ, muốn có một cái cầu bắt ngang qua sân khấu. Mà hát xong ca với lại dì Năm bán nấu bếp mình đó anh. Hoành tráng lắm nghe nói. Ok. Ok luôn. Ok. Bầu ok luôn. Ok, rồi rồi rồi. Yeah. Trời ơi. Ông chịu rồi phải không? Ok anh. Ông nói sao? Ông nói là anh chọn đường này là sáng. Đúng. Được, ngon. Đúng. Thiệt, tươi sáng tương lai anh hơn. Là bây giờ á, ổng kêu á anh là ngày mai khỏi hát nữa xuống làm bếp gì Năm luôn đi. À. Từ sáng quá trời giờ khỏi hát nữa xuống làm bếp ơi. Thôi. Hát có mai khỏi. Để tôi vô tôi trong tôi chờ ca sĩ mà không tới rồi tôi hát. Chịu số phận gì đi. Nhưng mà em nói anh nghe nè. Anh hát cũng được mà. Hay. Ừ. Hay là gì? Sao? Bữa nay tao làm một tiết mục lạ đi. Lạ là gì nữa ông em bầu không chịu thì tao tự đầu tư. Anh đầu tư gì? Bây giờ hai đứa bay hỗ trợ giùm tao. Hỗ trợ gì? Hai đứa bay minh họa cho tao hát một bài rất là lạ. Minh họa hả? Tự nhiên em ở đây còn làm. Ê, đừng có lo, có bồi dưỡng hết, mỗi đứa $3. Ok. Sao anh? Nhiều lắm rồi. $3 5 phút, 1 tiếng đồng hồ làm có 10 đồng. Bây giờ sao? Bây giờ mình làm có 5 phút là có 3 đồng. Trời chơi chơi anh. Được, em giỏi hơn ra. Bây giờ chỉ diễn theo anh thôi gì? Anh hát bài nào là diễn theo bài đấy vậy? Rồi rồi rồi. Quả gì? Chơi đi. Chơi chơi. Anh sẽ hát bài Tháng 6 Trời Mưa. Rồi. Vô. Tháng 6 trời mưa. Trời mưa không dứt. Hahahaha.
trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Lạy trời mưa lớn lên đi, con lạy trời. Ê! Ông muốn khô mưa luôn à? Ông bị điên hả? Tao hát tháng sáu tượng một thằng phun khí thế, còn thằng tụng kinh trù ai chết vậy? Anh kêu là lại trời mưa diễn vậy sát bài quá rồi còn gì nữa. Thôi thôi, muốn mình diễn minh họa. Minh họa là vậy đúng không? Anh không muốn mưa minh họa là phải vậy chứ sao trời. Ta thấy minh họa không được rồi đó. Chứ giờ anh muốn sao? Bây giờ tao bay thành vũ đạo không? Trời ơi, thà nói vũ đạo đi. Vũ đạo đi. Vũ đạo. Trời coi không biết nhảy được. Ừ. Rồi nhảy đi. Tụi em là toàn những người yêu nghề, nhưng mà vô đây á là tại vì chưa có cơ hội lên hát, cho nên là mới đi sót vé, mới đi làm thiết kế thôi. Rồi. Ta hát bài Love Potion Number 9, chỉ riêng mình ta. Chỉ riêng mình ta. Vô. Ok. Được. Nhảy đúng không? Nhảy đàng hoàng, hoàng nha. Vô đàng hoàng nha. Vô đời hình ta anh. Cái chuyện đó. Bắt đầu. Vô đời hình liền. Tao thấy tạo kiểu là đẹp rồi đó. Ừ. Bắt đầu. Mỗi sáng thức giấc không thấy chỉ riêng mình ta, tiếng hót thanh thoát của những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường, ngày anh rời xa sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Cái gì vậy mấy ông nội? Trời đất ơi, cái bài người ta sung vậy mấy ông, mua cái gì mà ông nằm chỗ cái... chị trời ơi, diễn tả nó vậy thôi chứ nội tâm quá trời. Nội tâm chỗ nào nè? Anh thấy ông đang nằm nè không? Sáng sớm thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Đó bắt đầu tới con chim nè. Tiếng hót thanh thoát của những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường, ngày em rời xa là chỉ vô mặt con quỷ đó. Tôi chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Vậy nó quá trời rồi, anh còn đòi gì nữa trời. Trời ơi ông ơi, cái bài này Nguyễn Thương người ta hát miên mà vũ đàn hoành tráng, đứng lên sau nhảy quất qua bước lại đội hình này họ. Mấy ông diễn thì chết rồi. Trời ơi, đi chơi với Nguyễn Hưng. Ra hỏi bà Marito coi bà dựng cái bài múa đó bao nhiêu ngàn. Sao? À, bà dựng cái bài múa gần cả trăm ngàn, ông đưa có 6 đô, ông biểu nhảy như Nguyễn Hưng. Điên. Tiền nào của đó thôi, chứ giờ anh muốn sao đem giúp anh hết sức cái kè rồi nhảy như Nguyễn Hưng. Giúp mình hết sức luôn rồi đó. Bực mình nó cắt lần đi. Rồi dẹp này đúng không? Bởi vậy giúp mình hết sức. Giờ anh phải tìm cái gì khác chứ. Anh cứ vậy hoài, anh hát cả cuộc đời anh hát hoài không bao giờ lên nổi. Anh là phải có tài năng. Giọng hát của anh có. Mà em thấy gì nữa nè. Anh là anh chịu khó bồi dưỡng lắm. Ờ nó nói mà đi ta. Thiệt trời anh hả, chế độ ăn uống anh rất là cao nha. Hình như là anh tập trung vô giọng là ủa mà anh khoái ăn trứng sốt cà là mà ăn nó trực bổ cho giọng đúng không? Không ai biết. Dạ, không chứ... như làm ca sĩ với rành nha, anh ta đâu biết. Hay là ăn cái đó mà bổ cho tập tạ cơ bắp. Tụi bay không biết gì hết trơn á. Làm gì cũng phải có suy nghĩ. Sao? Tụi bay biết mà ca sĩ hát lót người ta một đêm được chừng 200 đô. Và trong đó hết 50 đô là ta phải đi mướn đồ với son phấn rồi. Trời ghê à. Thấy chưa? Trời trời. Gì? Đẹp đúng không? Đồ son phấn mà còn làm móng tay đẹp đồ nữa rồi anh. Cái này ta làm không có tốn tiền. Do cái hãng mà iGel tài trợ. Trời có tài trợ làm móng. Tài trợ làm năm móng có ý nghĩa hết. Ý nghĩa gì? Đẹp, rẻ, bền, sang, bóng. Ủa cái nút cưới mà bóng liền. Bóng gì lúc này đẹp phải bóng cùng mà ổng thành bóng luôn rồi. Hay rồi. Bây giờ nghe nói đang có cái chương trình này mới hay nè. Chương gì? Mua hay là không mua sản phẩm đều được tặng vé số bốc thăm trúng hai chiếc xe điện hiệu Tesla. Trời ơi trời. Tên là X. Tiếng Anh chuẩn. Trị giá là mỗi chiếc là 100,000 đô. Ghê. Ồ ghê ghê. Ê, vậy đăng ký cho em nữa nha. Được. Đăng ký cho em thôi. Được hết á. Chứ tại nhiều khi em xé vé em không có để ý. Được. Bữa nào anh làm neo để xé vé cho đẹp. À bây giờ trở lại cái vấn đề của anh. Sao? Còn lấy 150 đô anh làm cái gì? Làm gì? Làm gì? Trước khi diễn anh đi sàn, đi kiếm tất cả những chỗ gần sân khấu mình, anh mua hết trứng và cà. Về ăn chi quá trời vậy? Còn chi vậy anh, gì dữ vậy? Ăn cái gì ông nội? Thế sao? Tao ra tao hát chủ mà khán giả không thích á. Muốn chọi cũng không có cái gì để chọi tao hết. Trời ơi! Ông tính xa dễ sợ luôn. Sao quá xa?
Em ngưỡng mộ anh luôn rồi đó, thiệt. Sao? Anh đúng luôn á. Đây, chưa có hết. Nếu mà nó có chội tao né. Ủa lại gì? Sao? Vụ gì? Gì? Không, à, sao? Ý ảnh nói là ca sĩ mà làm live show mà hát 17, 18 bài. À đó, 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 đó. 20 bài không mệt bằng ảnh hát 2 bài đâu. Ca sĩ mà làm live show hát 20-30 bài. Nó mệt nhưng mà chưa chắc nó mệt bằng anh. Anh hát có 2 bài mà anh rất là mệt. Anh hát 2 bài làm gì mệt bằng ta hát 2 mấy bài cha. Trời ơi, mà ông hiểu gì chứ. Người ta hát thì bình thường, nhưng tao hát tao phải có vũ đạo. Người ta có tập trung tâm thần, tinh thần của tao, tao phải rình chứ. Ủa hát mà rình nữa hả? Trời đất ơi, không rình sao được, có mắt phải liếc qua liếc lại. Ha, nó hoành tính lên né. À, né, chính bay vô cái phòng rớt xuống, không có bể. Tao né bên này, cà bay lên không có dập. Đó. Trời ơi, trứng hát... cà đó tao gom tao đưa bà Năm làm lương thực cho đoàn. Còn chưa kể nó quăng dép mũ, dép lào rồi chai lọ lên tao chụp, tao bán về chai. Đúng rồi, bữa hôm anh có đưa em bán về chai mới đó. Trời ơi, không em nhìn. Không, nhưng mà anh hát kiểu vậy, mặc dù anh hát mà anh rình khán giả vậy, nhưng mà vẫn có fan hâm mộ nha. Bởi em đứng trong cánh gà em thấy. Chứ còn gì nữa. Có con bé gái á, trời hâm mộ anh, nó tặng anh 3-4 bó bông á. Anh vui quá anh xỉu luôn á, nhớ không? Đúng rồi, tao xỉu rồi, đúng rồi. Sao vậy, nó tặng bông mà xỉu? Đó, nó tặng bông tao. Mà nó quên rút cái bông ra khỏi cái chậu, nó đưa cái chậu vô mặt tao luôn. Nằm viện mấy ngày đó, xỉu rồi đúng rồi. Vậy là nó chọi với nó. Nó chọi lên xong nó giật cái bông lại, nó để cái chậu bay luôn. À. Bởi vậy anh ca sĩ hát lót, đúng rồi. Mày không biết đâu, mày đừng có nói vậy, sai rồi. Đây anh xót vé là có một tình một cái hoàn cảnh mà anh chứng kiến luôn. Chính anh là người đưa bà cụ đó lên sân khấu luôn. Ê, gặp fan anh hả? Cứ kể cái chuyện đó. Anh cứ để cho em kể. Chuyện vui thì mình. Đây nè, bữa đó là có một bà cụ đi coi ca nhạc. Mà mắt bà hơi mờ, không có thấy. Bà nghe được giọng hát xong xuôi á, lúc đó tôi đang xếp ghế cho người kế bên. Xong bà mới nói, cháu ơi, à ca sĩ nào đang hát đấy? Xong rồi, dạ ca sĩ Chí Mè Phủ. Xong bà nói, cho bà lên sân khấu để xem mặt tí được không? Đấy, bây giờ bà ngồi gần này, bà coi được rồi, nó không, mắt bà mờ lắm, bà không thấy đâu. Cho lên, cho xem mặt được tí không? Nói, mình thấy cũng tội. Thì dẫn lên, lộn khộm đi lên này nè. Đấy, mắt không thấy đường, thôi cho sờ vào mặt tí. Có đèn quà có gói quà nữa, gói trong giấy tờ. Ôi, thiệt em không ngủ mộ. Sờ. Đâu có thấy đường đâu. Sờ mắt sờ mũi đồ này nọ xong xuôi. Tháo cái tờ giấy báo ra. À, lấy cái dép giả bẹp. Gì? Mẹ cái mặt như cái mâm rồi còn hát dở. Nói rồi, cái tôi kêu đừng có kể, cứ kể. Cầm mồm, bằng cái cầm. Ba kêu, cầm mồm cút xéo vào trong. À vậy là em biết rồi, bà đứng từ xa, bà nghe, bà sợ trội hụt, bà mới kêu xin lên rồi tận mặt em quất cái tạt cho chính xác cái gì. Thôi đừng buồn anh ơi, em nói anh nghe, em cũng mê hát lắm mà vô đây cũng chưa được hát. Bây giờ mình cứ văn ôn võ luyện thôi, rồi một ngày nào đó tự nhiên ông tổ gõ đầu mình cái mình nổi tiếng, biết đâu được. Đúng không? Không, cái gì anh đâu? Không có đủ kiên nhẫn mà chờ vậy. Anh nói cho em nghe, bây giờ là công nghệ 4.0 rồi, ha. Bây giờ mình phải làm những cái trò xàm xí rú đưa lên mạng thì không là gì nữa. Mấy cái trò xàm xí đó là chỉ có nổi một thời gian thôi, nó không có cái độ bền bỉ. Anh phải làm sao mà khán giả để ý tới anh mà bắt đầu vô trong tiềm thức của họ, họ yêu mến anh bằng giọng hát cơ, chứ không phải là bằng chiêu trò tầm bậy. Có gì tối nay còn là live show của Thanh Tiền nào, là người ta đâu cần chiêu trò đâu, người ta vẫn nổi tiếng. Ờ được rồi. Sao anh tính như vậy? Những người nổi tiếng thì người ta mới làm live show. À. Còn anh chưa nổi tiếng, anh làm live show rồi sẽ nổi tiếng. Trời. Nhưng mà làm đàng hoàng nha. Làm được cái gì ta vậy? Bây giờ anh có cái ý tưởng cái gì? Sao? Anh sẽ làm sân khấu trên một cái ghe. Rồi live show anh hay, cái ghe hả? Hay, được. Diễn trên sông. Diễn trên sông luôn. Anh đầu tư mua vỏ xe, áo phao chị. Phát cho khán giả. Chị, phát khán giả làm gì? Để khán giả bơi theo nghe coi anh hát. Trời ơi, cái live show gì ghê vậy trời. Anh sẽ hát từ miền Nam, hát đủ hết chín nhánh sông Cửu Long, ra tới miền Trung anh hát trên sông Hương, rồi ra tới miền Bắc anh hát trên sông Hồng, đi tới đâu khán giả bơi theo coi anh hát. Trời ơi, ý tưởng anh rất là độc lạ, từ xưa giờ ca sĩ chưa ai dám làm live show như anh. Đúng. Nhưng anh làm như vậy á là đối với người dưới đồng bằng, còn đối với những người ở miền núi là anh bất công với người ta. Người ta không coi được cái live show mà thật sự là lạ lùng từ xưa giờ của anh. Chứ làm sao? Bây giờ anh đưa lên cái chỗ mà cô Thanh Tiền sinh ra đi.
anh đưa lên Đà Lạt, anh đem cái thiền lên Đà Lạt, em sẽ cho thiết kế đưa lên cái thác Cam Ly cho anh. Anh để cái thiền trên thác. Hay đó. Bắt đầu mình néo 4 cọng dây cho thiền nó đứng lại. Khán giả đứng ở dưới thác, không lên trên bờ để bơi đâu. Đứng ở dưới cái gì thác nè, cái lòng thác đó. Bắt đầu coi lên. Khi nào giới thiệu ca sĩ chim mèo. Rồi sao? Em kêu chặt dây. Cái thiền nhào xuống lộn úp xuống cái thác. Là anh vừa xiết vừa hát luôn đó. Té của nó còn gì tao nữa mày. Thì đó bây giờ nên lấy cái là live show cuối cùng. Ê, lần đầu như lần cuối. Góp ý tầm bậy tầm bạ không? Không. Mày có ý kiến gì không? Ý tưởng lạ vậy em phá giờ anh biết sao không? Tại vì trên sông nước đồ nó đều 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 quá. Nó một cái live show là mình phải làm cái live show máu lửa. Máu lửa sao? Đúng. Máu lửa hoành tráng. Máu lửa lên anh. Đúng không? Bây giờ lửa. Anh được khai thác đường thủy anh làm cái live show trên đường bộ đi. Được, miễn máu lửa là được. Đường bộ là anh thuê khoảng 5 chiếc container. Rồi trên mấy container là anh sắp mấy ghế đậu khán giả ngồi trên đó. Bắt đầu sân khấu anh là anh đứng anh hát trên cái xe bồn, anh đi xe bồn không? Xe bồn... Xe xăng á. Chiếc xăng rồi á. Ờ, đứng trên đó anh hát. Lạ đó. Bắt đầu là 5 chiếc xe container, sau bắt đầu xe bồn chạy trước nào, bắt đầu xe di chuyển khoảng 40-50 cây số một giờ á. Là bắt đầu MC là và bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu, là em đem quẹt em thảy vô trong bồn xăng là nó phừng. Trời ơi, vừa có lửa là vừa có máu là vừa có thịt rớt chụm. Mày điên hả mày? Thằng này nó kêu tôi nhảy từ trên thác xuống còn mày châm lửa đốt tao luôn. Cái chương trình đó là chương trình phóng tên lửa của NASA. Thôi, nhưng mà mày tào lao mày ơi. Tầm 7 cái làm gì? Thôi, khán giả coi như vậy ngồi trên container khó coi lắm. Sao? Bây giờ ảnh vẫn làm đường bộ. Nhưng mình sẽ thiết kế theo một cái kiểu khác. Kiểu nào em? Khán giả đi bộ coi cũng được, đi xe Honda coi cũng được, đi xe buýt coi cũng được. Hay cái này hay, ta. Cái này hay. Mày mướn một chiếc xe rồng 8 cửa. Có rồng thiết kế, rồng phụng vàng đồ này nọ đàng hoàng. Đó. Đằng sau là một băng nhạc. Và băng kèn đó nha. Wow, dữ á. Anh thích kèn, anh thích kèn. 8 đứa dancer bận rồng phụng. 8 dancer luôn. Đó, dữ. Chuẩn bị live show là khiêng ảnh đẩy vô phá. Anh nằm ở trong anh hát, xung quanh người ta đi theo người ta coi. Đó. Kèn lên pa 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 pa. Dữ anh. Đó. Không mà biết sao, hồi lâu giờ ca sĩ ta đứng ta hát không mà anh nằm anh hát á anh mới show được hết cái giọng của anh ra. Khán giả mới ngưỡng. Ôi anh. Nhưng mà nằm vậy á thì sao khán giả thấy được mặt ảnh? Ở trước có thằng cầm cái hình đi rồi. Ủa tao nghe mày diễn tả giống như là xe chở hồn vậy mày. Tụi bay điên hết hả? Đưa được rốt cuộc người toàn là cuối đời không vậy? Ý tưởng gì tầm bậy tầm bạ. Thôi em chọc anh chơi thôi. Nói vậy nếu mà anh đã khai thác, anh tập trung vô, anh nhờ cái ông gì là giám đốc, ông gì... Ai gieo hả? Đó. Ai gieo? Ông đó là phi công luôn á. Sao? Mướn máy bay chơi trên đường hàng không. Lại show trên đường hàng không. Chưa bao giờ thấy. Có đi máy bay dân sự. Phải mướn máy bay quân sự. Máy bay mà chở xe tăng thiết giáp rồi đó. Mướn xong mời khán giả lên ngồi hết trên đó. Sắp cái mũ ngồi trên đó. Ngồi hết trên đó. Xong xuôi máy bay lên khoảng chừng tiếng hồ cho khán giả ăn uống đồ này nọ. Xong xuôi bắt đầu chương trình live show. Anh hát cỡ chừng nửa bài. Bắt đầu hai con chân dài đi ra. Tưởng tượng đi. Hai con chân dài đi ra nắm tay anh. Đó. Xong từ từ tới mở cửa dầm anh xuống. Là bắt đầu khán giả bắt đầu kêu cái ông mà phi công á. Lạng quay mấy vòng đảo ở đó cho khán giả coi. Rồi họ lấy máy quay phim á. Họ quay điện thoại rồi này nọ họ quay lại. Quay làm gì? Quay với lại định vị. Định vị là làm cái gì? La bàn. Nó làm cái gì? Đặng báo cho gia đình ông biết rằng tới hốt xác. Hát bài. Ê, đừng có giỡn nữa. Giỡn chơi á. Thôi, đang cố gắng nè anh ơi. Giỡn chơi với Dung là vô cái show của anh Tiền tối nay là nhiệm vi là... Ủa, cái gì vậy? Ai kêu vậy? Để coi. Ông bầu ông gọi, không biết có gì không? Bầu rồi, không biết có chuyện gì. Alo, dạ em nghe ông bầu ơi. Dạ. Sao? Có chuyện đó nữa hả? Gì?
Cái gì nữa? Có chuyện đó luôn hả? Cái gì vậy? Chuyện gì? Chuyện gì mà nói đi, sao mặt mày căng thẳng quá vậy? Mấy anh ơi. Cái gì? Thời tới với mình gọi mấy anh ơi. Cái vé đang hết rồi, cái gì đâu mà... Không phải, cái đó là chuyện cặp thể thôi, còn cái này chuyện cá nhân nè. Cá nhân gì? Chuyện gì? Em nói hai anh nghe, ông bầu mới gọi em nè. Vậy? Nói là tối nay lại show cô Thanh Tiền. Mà cô Thanh Tiền á là thích nâng đỡ những ca sĩ trẻ lắm. Cô nói là tối nay cô muốn song ca một ca sĩ trẻ có chất giọng lạ. Rồi xong á là kêu em tìm về một ca sĩ đây tối nay hát nè. Bây giờ tụi cơ hội tứ với mình nói như thế, đam mê mình lên luôn. Đây anh nói cho mày nghe, nếu để chọn ra cái người thì không ai qua người ấy. Tiếng hát mạnh mẽ, phong độ, đẹp trai, đó, người ấy chính là Hoài Xé. Cái gì vậy ông nội, làm tao mất hứng vậy? Tại sao làm là mày? Ủa, anh ơi, em xé vé trong này bao nhiêu năm rồi, em chỉ mơ ước một ngày em được hát thôi. Mày có giờ mày? Em hát. Mày có giờ mày hát đâu? Anh chưa nghe thôi. Hai người bình tĩnh, hai người bình tĩnh, đừng cãi lộn. Có em làm trọng tài đây nè. Đem em biết em sàng lọc, nhưng mà biết sao không? Tìm ca sĩ mà xong cái cô là phải biết về cô, am hiểu về cô mới hát với chung cô mới hợp. Am hiểu là sao? Ví dụ như là giờ phải biết cô Thanh Tiền. Tại sao có tên Thanh Tiền? Phải biết ý nghĩa của Thanh Tiền là gì chứ. Em là sao? Thanh Tiền là sao? Thanh là màu xanh, tiền là tiền bạc, là tờ tiền màu xanh, giống như cô, hấp dẫn như tờ tiền màu xanh. Mấy tùm bá, để tôi nói cho mày nghe. Thanh tức là giọng hát, tiền là tiền bạc. Thanh Tiền có nghĩa là đi dùng giọng hát mình lấy tiền người ta, gọi là ca sĩ. Tao trời ơi. Cái gì? Thanh là trong mát, tiền là dòng suối, Thanh Tiền là dòng suối trong mát. Anh ý nghĩa nhất nè. Tôi còn biết luôn nè. Cổ sinh ở Đà Lạt. Rồi. Tên thiệt là tên Mai. Hay quá. Anh âm hiểu đúng không? Rồi, có điện thoại nè. Thành thử tôi hát. Rồi, đừng cãi nữa, Rồi, để từ từ. Chưa biết. Alo. Dạ em nghe. Sao mấy anh? Mấy người. Có chuyện đó nữa hả? Cái gì chuyện đó hoài vậy? Rồi. Sao? Mấy anh ban nhạc mới gọi báo cho em mà. Sao? Là mấy ngày hôm nay live show của cô á, chế độ tập căng quá, sợ cô mệt nên tối nay không biết có diễn hay không à. Dành nhau làm chi. Trời ơi, mất cơ hội nữa. Ăn mì gói luôn rồi. Thôi đi, đừng có sợ nhịn đói. Ai chứ hả, Thanh Tiền là ta biết chắc chắn là không bao giờ bỏ show đâu. Sao không biết? Trời ơi, không nghe hả? Đã thích giọng ca Thanh Tiền là phải biết cái câu nói của Thanh Tiền. Câu gì? Đây nè, để tôi cho nghe nè. Mở giùm em cái đó anh ơi. Cái gì? Ê, có bị lâu lắm rồi nè. Lâu rồi. Tiếng hát thanh tuyệt. Dòng máu này còn chảy trong tim. Ân tình này chưa phai theo kỷ niệm. Hơi thở này còn thì tiếng hát thanh tuyền còn mãi gian xa. Thấy chưa? Hồi nước cái này là mới mệt hơi nghe mệt cái này là biết rồi. Nếu mà vậy là cô nói vậy là an tâm rồi, tối nay mình vẫn mở màn chứ. Chuẩn bị đi, sân khấu rồi đi. Vậy là ngon rồi. Còn anh vẫn tập bài. Tập đi. Rồi tập đi. Hai anh vẫn tập đi, em vô em lo em chuẩn bị vô. Rồi anh ra tập đi em phụ cho. Rồi vô đây dọn dẹp rồi. Cãi nhau mất giờ quá. Hay quá, vậy là tối nay vẫn sáng đèn với anh ơi. Đây. Tập đi em vô dọn dẹp cái nha. Dọn đi. Rồi dọn dẹp cái. Rồi. Đừng đi. Tập nha. Rồi. Một người đi với một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu,
một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn. Giữa đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nghiêng nắng, lòng mình nao nao. Hai người chẳng biết làm sao khi không có kẻ, thật lâu đừng buồn. Đã trót nặng thương, thôi ta đứng lại, nhiều đường em qua. Người đi, đi với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cũng mối duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu lá sông. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà em một bức tường thưa, chiều nay như qua thẫn thờ bước qua. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi gió buồn hơi thở buồn. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi gió buồn hơi thở buồn. Trời ơi, chưa có bữa nào mà hai anh mà tập nghe hát kìa. Trời ơi, bữa nay hai anh được hát cô Thanh Tiền quá. Ừ. Chào cô. Trời ơi, trời. Dạ, thay mặt anh Chí Mày Phủ là anh Chí Tài với lại Hứa Minh Đạt, cảm ơn Măng Thanh Tuyền, cảm ơn Măng rất là nhiều. Chương trình này được bảo trợ bởi iGel Beauty. Thưa quý vị, lúc đầu Kỳ Duyên đã giới thiệu và cảm ơn người bảo trợ chương trình hôm nay, đó là công ty iGel Beauty. Bây giờ chúng tôi mời quý vị chào đón người đại diện của công ty, anh Daniel Bùi. Dạ, con xin chào chú, and con xin chào quý vị của Thu Nga Show. Cháu có vợ rồi phải không? Dạ, cháu có vợ rồi chứ. Tại vì đẹp trai như thế này, thưa quý vị, 10 năm trong quân đội Mỹ là phi công của trực thăng máy bay chiến đấu, đã đi Afghanistan. Nhà cháu hình như mấy anh em đi lính Mỹ hết phải cháu? Dạ thưa chú, bốn anh em của quân đội Mỹ. Nói thiệt với chú là cháu đi Afghanistan, cháu không có sợ mấy, nhưng mà cháu lên sân khấu này cũng hơi bị run đó chú. Cái đó đúng quý vị, cái đó đúng. Các bác sĩ nói như thế này nè, khi mà họ phân tích một người nói trước công chúng thì cái thần kinh, cái bộ óc người ta sợ ngang với một người cầm súng lao ra mặt trận. Đó là kết quả nghiên cứu của các bác sĩ. Cho nên là một người đã từng đi chiến đấu 10 năm mà bây giờ là lúc nãy cứ run lẩy bẩy trong đó, thì chú bảo không sao, cháu có việc ra đây đi. Trước hết là chú cảm ơn và chúc mừng các anh em của cháu đã tham gia quân đội và bây giờ bỏ máy bay chiến đấu để trở về làm neo. Thì không biết là hai cái nó khác nhau nhiều hay không, nhưng mà thưa quý vị lúc nãy trước khi vào dạp, quý vị có thấy cái quầy hàng bày bán ở ngoài kia là của iGel Beauty, thì chú cũng chưa biết sản phẩm gì của cháu, thì nhân đây thì cháu thưa chuyện với khán thính giả vắn tắt. Dạ vâng, thưa chú với quý vị, là iGel Beauty là công ty sản xuất về products cho nghề nails. Thì công ty iGel Beauty là trong anh em gia đình hết. Thì cũng có mấy cái sản phẩm là trên thị trường cũng bán chạy nhất là 3-in-1, 3-trong-1. Thì nó cũng có lực sơn gel, lực sơn thường và bột vừa dip vừa đắp. Cái bột nhúng thì vừa dip vừa đắp, cái độ match của nó cũng 95% tới 98%.
rồi cái màu là rất là chuẩn, rồi bột là rất là mịn. Cháu ơi, chú nghe nói hiện bây giờ cháu đang làm cái promotion, có cái giải thưởng hấp dẫn lắm, cháu công bố cho mọi người biết. Dạ, thì bây giờ công ty đang ra cái chương trình promotion là nếu mà quý vị cũng không cần mua sản phẩm của Agile Beauty cũng được một cái vé ticket để vô hàng tháng sổ số, là cái promotion đấy là cũng được thắng được 2.500 đô. Rồi cái đặc biệt nữa đó là tháng 6 2020 là mình đưa sổ số là được thắng được hai chiếc xe Tesla Model X trị giá là 100.000 đô một chiếc xe. Hai chiếc xe chạy điện đó phải không cháu? Dạ, chạy điện. Cái xe mà nó mở cái mui lên cao giống như trong phim James Bond đó quý vị. Tôi là say mê cái xe đó lắm nhưng mà vì già quá không lái nổi. Nhưng mà chú nhìn cái xe đó rất thích. Quý vị tiêu thụ sản phẩm của Agile Beauty, quý vị có cơ hội để trúng hai chiếc xe đó. Chưa kể tiền mặt nữa phải không cháu? Chưa kể tiền mặt nữa chú. Dạ. Vâng, rồi. Cảm ơn cháu đã đến với chương trình, đã bảo trợ chương trình hôm nay. Và chú rất là ngưỡng mộ gia đình cháu, là toàn những người thanh niên lao vào cuộc chiến cho nước Mỹ. Một lần nữa xin hân hạnh giới thiệu Daniel Bùi của Agile Beauty thưa quý vị.